chương 1066, trận chiến đã định. Hàn lập phất tay đóng lại quang môn sau lưng, thân hình nhoáng lên một cái, bay về phía ngôi miếu đổ nát, đáp xuống trước cánh cổng vòm hình tròn còn sót lại. Chính giữa cổng vòm dựng hai cánh cửa gỗ đã hư hỏng nặng, nước sơn trên cửa đã bong ra từng mảng lớn, trông hết sức tàn tạ. Mà giữa hai cánh cửa gỗ lại khảm một con thú được điêu khắc bằng đồng, hình dạng như tỳ hưu, có mấy phần giống tiểu bạch, trong miệng nó ngậm một cái khuyên đồng cực lớn, bốn phía khắc phù văn dày đặc, Nhìn vào phù văn thấy đây không phải là cấm chế tinh thâm đặc biệt gì, tuy nhiên, bên trên lại truyền ra ba động, cảm giác giống hệt khi tiến vào không gian tầng thứ ba. Không cần phải nói, tầng thứ tư này nhất định cũng là vào dễ ra khó. Hàn lập chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng không bận tâm nữa, bắt đầu ra tay bố trí phá trận. Không lâu sau, hai đạo độn quang từ xa xa bay vụt tới, chính là hai người cận lưu phi độn đến, đáp xuống phía sau hàn lập. Thạch đạo hiểu, ánh mắt cận lưu có chút phức tạp, sau một hồi do dự liền ôm quyền nói ra. Tô An Thiến lại chỉ quan sát bóng lưng Hàn Lập, không ôm quyền hành lễ, cũng không mở miệng nói gì, cảm thấy người trước mặt so với khi trước tựa như hai người hoàn toàn khác nhau, trong lòng nàng không khỏi nổi lên vài phần cảnh giác và nghi ngờ. Đã tới rồi sao? Hàn Lập không quay đầu lại, cũng không dừng tay, tùy ý hỏi. Hai tên quỷ tướng đã thương tính mạng hai trưởng lão tông môn bọn ta, không thể để bọn chúng chạy thoát được. Cận Lưu thấy Hàn Lập không quay người lại, trong mắt cũng không hề có cảm giác không vui, chỉ trần chờ một chút rồi nói. Ta sẽ đi thu xếp thi thể bọn họ cho tốt. Tô An Thiến nói một câu với Cận Lưu, tiếp theo thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất. Cận Lưu dõi mắt nhìn theo, nhưng rất nhanh gã quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Lông mày gã nhiều chặt, liên tục suy nghĩ các loại tình huống về sau, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi, thạch đạo hữu thủ đoạn bất phàm nhưng một mực ẩn nhẫn không phát, lẽ nào có ẩn tình khó nói. Ta là một kẻ tán tu, đã quen cẩn thận, cận đạo hữu không cần quá mức cảnh giác. Ta cùng các ngươi không thù không oán, càng không muốn gây thù kết oán với các ngươi. Hàn lập thủy trung vẫn không quay đầu lại, lên tiếng trả lời. Trước đây tại hạ có mắt mà không thấy được Thái Sơn, đã mạo phạm thạch đạo Hiếu. Lúc trước đạo hữu từng xuất thủ trợ giúp đám người phó cốc chủ, tại hạ liền biết đạo hữu tuyệt không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi. Cho nên tại hạ cũng không lo lắng sẽ kết thù oán với đạo Hiếu, mà muốn cùng đạo hữu kết minh. Cận lưu nghe thấy vậy, ánh mắt hơi lóe lên, dường như có chút ấy này nói ra. Tại hạ độc hành lai vãng đã quen, kết minh thì không cần. Huống hồ dưới tình huống này, coi như ta đáp ứng kết minh, giữa chúng ta lại có thể không để tâm mà tiến nhiệm lẫn nhau hay sao? Hàn Lập vừa cười vừa nói, điều này, cận lưu do dự nói, chúng ta đồng hành coi như cũng có duyên phận, sau này nếu có dịp, tương trợ nhau một chút, còn lại chớ nên cưỡng cầu. Chờ đến lúc thích hợp, khi tất cả mọi việc xong xuôi, chúng ta mỗi người đi một ngả, như không hề quen biết cũng được. Hàn lập chậm rãi nói, dứt lời, hắn đã bố trí xong pháp trận phá bỏ cấm chế, phủi tay, đứng lên. Cùng lúc, bên trong cổng vòm vang lên âm thanh len keng, cái vòng tròn trong miệng con tỳ hưu bằng đồng kia thu nhỏ, hai cánh cửa kêu két két một tiếng, chậm rãi mở ra bên ngoài, lộ ra một quang môn đỏ sẫm. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ xin nghe theo. Cận lưu nhìn thoáng qua quang môn, trong lòng khẽ buông lỏng, gật nhẹ đầu nói. Lúc này Tô An Thiến cũng đã phi thân trở lại, ba người trao đổi vài câu đơn giản rồi cùng nhau bước vào bên trong quang môn, thân hình biến mất không thấy đâu. Một nơi nào đó bên trong tuế nguyệt tháp, trên một vùng đất hoang vu phủ đầy đá vụn, gió lạnh hưu hưu thổi, xuất hiện một tòa miếu màu đen trắng đứng trơ trọi lẻ loi. Một bóng người cổ quái đang ngồi tựa vào một cây cột trụ phía dưới tòa miếu, tay chân người này vừa dài vừa to, làn da trên người màu đỏ lửa, mái tóc trên đầu đỏ rực như lửa, bên trong thỉnh thoáng xuất hiện từng đám lửa đỏ nhảy nhót người này không phải ai khác chính là kỳ ma tử kẻ vừa đại chiến một hồi với hàn lập chỉ thấy hai tay gã hợp lại phía trước thân hình phiêu phù trên không trên thân tầng tầng lớp lớp kim quang nhộn nhạo không ngừng hiển nhiên là đang tu luyện một loại cao giai công pháp nào đó một lát sau hai mắt gã bỗng nhiên mở to trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ một bộ công pháp đoạn thời lưu hỏa tập cả ngàn vạn năm tu luyện mà vẫn chưa có triển vọng gì lão tổ ơi là lão tổ đại ngũ hành nguyễn thế quyết đến tột cùng ngươi chân truyền cho ai chẳng lẽ tiểu tử kia cũng là đệ tử của lão nhân gia ngươi hay sao kỳ ma tử nghiến răng ken két căm phẫn nói sau một hồi trầm ngâm gã lại tự suy đoán hay là tiểu tử này là con chuột lông xám kia năm đó ở trong tông môn nghe lén giảng đạo nhưng rất nhanh gã liền lắc đầu bác bỏ suy nghĩ này nếu là chỉ dựa vào nghe lén mà biết được bí mật của đai ngũ hành nguyễn thế quyết như vậy gã và mấy vị sư huynh sư đệ đều là phế vật trong phế vật hay sao cũng may kẻ này tựa hồ mới tu luyện được một chút gia lông ảnh hưởng của ngũ hành huyễn thế không duy trì được hiệu quả quá lâu. Đợi ta khôi phục tu vi như cũ, lần sau gặp lại tuyệt sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội, nếu như không chiếm được công pháp, cũng phải giết chết hắn, nếu không sau này nhất định sẽ thành đại họa. Kỳ ma tử từ, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng bớt chút lo lắng, thì thào lẩm bẩm một mình. Dứt lời, ánh mắt của gã ngưng tụ, hai tay lần nữa bấm pháp quyết, tiếp tục điều tức tu luyện. Cùng lúc đó, ba người Hàn Lập xuất hiện phía trên một mảnh băng nguyên. Chỗ ba người đứng là một khối băng rất dày, nhìn khắp xung quanh có thể thấy rất nhiều băng sơn lởm chởm, tản mát ra quang mang rực rỡ. Hàn phong trên băng nguyên càng lúc càng thổi mạnh, giống như một con rồng điên cuồng gào thét, thổi băng vụn bay loạn lên. Cách mấy trăm trượng phía sau ba người, một ngọn băng sơn cực lớn đứng sừng sững, bên trên khảm nạm một cánh cửa không gian, chớp động ánh sáng đỏ rực. Một tấm bia đá vững chãi nằm cạnh cánh cửa, bên trên viết một chữ bốn. Thấy tình cảnh trước mắt, ba người lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không buông lỏng, cẩn thận dò xét cảnh vật xung quanh. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ nhướng lên, trong không gian nơi đây cấm chế thời gian so với tầng 3 càng mạnh hơn, thần thức bị hạn chế càng lớn hơn, chỉ có thể phát ra một nửa so với tầng thứ 3, chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến độn tóc "Đi thôi, dò xét qua bốn phía một chút." Tô An Thiến nhẹ nhàng nói, đồng thời thân hình bay vụt lên. Hàn Lập và Cận Lưu cũng bay lên, ba người chọn một hướng, rồi cùng bay đi. Hàn Lập vừa phi độn đi thì ánh mắt chợt lóe lên, Tốc độ phi hành ở tầng này đúng như hắn đã dự đoán bị ảnh hưởng rất lớn, chỉ bằng một nửa lúc ở tầng 3. Đương nhiên ba người cũng không toàn lực phi hành, mà vô cùng cẩn thận, tùy thời cảnh giác tình huống xung quanh. Hàn lập phi độn về phía trước, trên mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng cẩn thận, triển khai toàn bộ thần thức giám sát động tĩnh xung quanh. Tuy rằng hắn đã sớm nghi ngờ kỳ ma tử ở bên trong bí cảnh, nhưng lần xuất hiện này đã cho hắn một cái đả kích rất lớn. Hắn vốn cho rằng lần này thực lực bản thân tăng mạnh, nếu đối mặt với kỳ ma tử dù không địch lại thì vẫn thừa khả năng tự bảo vệ nhưng không ngờ lại chật vật đến thế phiền toái hơn chính là toàn bộ các loại thần thông như chân ngôn bảo luân hiện giờ đã không cách nào thi triển thần thông giảm xuống chỉ còn phân nửa tuy rằng kỳ ma tử bị đại ngũ hành nguyễn thế quyết đột biến gây thương tích nhưng không tác động đến căn cơ nên không biết đối phương có khi nào lại đột nhiên xuất hiện hay không hơn nữa cho dù gã không đến nếu cứ tiếp tục tiến lên tầng cao hơn trong tuế nguyệt tháp không sớm thì muộn hai người sẽ gặp nhau đến lúc đó chỉ sợ không tránh khỏi một trận tử chiến. Lần này không hiểu trời xui đất khiến thế nào, chính mình dường như thi triển ra một loại bí thuật trong đại ngũ hành huyễn thế quyết, dường như đã lừa được kỳ ma tử, nhưng với sự thông minh của đối phương chỉ sợ lúc này sớm đã khôi phục tinh thần. Lần sau gặp nhau cũng không thể nào trốn tránh được nữa, chỉ sợ phải chân chính đánh nhau đến độ người chết ta sống. Hàn lập khẽ thở dài, nuốt vào hai viên đan dược khôi phục tu vị, toàn lực vận công luyện hóa, khôi phục tiên linh lực bị tiêu hao. Liên tục kịch chiến, tiên linh lực trong cơ thể hắn cũng tiêu hao không ít. Theo đan dược luyện hóa, tiên linh lực trong cơ thể hắn chậm rãi khôi phục, nằm ngoài dữ liệu của hắn là các vật như cùng một bộ thời gian pháp tắc như chân ngôn bảo luân vốn đã nằm im trong cơ thể, nay lại bắt đầu dục dịch, có dấu hiệu thức tỉnh. Hàn Lập cảm ứng được tình huống này, trong nội tâm vui vẻ, khiến cho tinh thần buông lỏng xuống một chút, vì vậy càng thêm tập trung luyện hóa đan dược. Tô An Thiến và Cận Lưu tựa hồ cũng giống như Hàn Lập, chậm rãi tiến về phía trước vừa quan sát xung quanh, vừa khôi phục pháp lực. Thời gian trôi qua từng giờ, thoáng cái đã hơn nửa ngày. Có chút vượt qua dự đoán của ba người, từ lúc vào đây bọn họ không hề gặp qua bất cứ một cái gì, không có bảo vật, cũng không có gặp các loại nguy hiểm như kim trúc thú hay hỏa tuế huỳnh trùng đánh tới. Mọi thứ vô cùng an tĩnh nhưng lại lộ ra vài phần cảm giác quỷ dị. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Đi một mạch không chút nguy hiểm, ngược lại làm ta cảm thấy có chút bất an. Cận lưu lẩm bẩm, lông mày hàn lập cũng hơi nhíu lại, Tầng này quả thật có chút quỷ dị, đi lâu như vậy cũng không xuất hiện một dấu vết đặc thù nào, chỉ có băng nguyên, băng sơn, hàn phong. Nơi này quả thật có chút cổ quái, không hề có một dấu hiệu nguy hiểm, nhưng mà như vậy cũng tốt, chúng ta hãy đi tìm cửa vào không gian tầng tiếp theo, có thể không phát sinh tranh đấu mà lên tiếp được một tầng cũng là chuyện tốt." Tô An Thiến trầm ngâm nói, Hàn Lập và Cận Lưu cũng không có ý kiến gì, chỉ là thần thức không ngừng đảo qua mọi nơi, dò xét ba động không gian phụ cận. Ba người cứ như vậy đi về phía trước tìm tòi nửa ngày nữa, vẫn không có thu hoạch gì, cho đến khi đi đến một ngọn băng sơn cực lớn, mới phát hiện ra có một chút đồ vật khác biệt, không đồng nhất với nơi đây. Chỉ thấy dưới chân băng sơn là một khu quần thể cung điện. Cung điện cũng do một loại vật liệu màu lam tạo thành, chỉ là không tản mát ra hàn khí, dường như là một loại chất liệu ngọc thạch nào đó. Bố cục cung điện cùng kiến trúc tòa miếu cổ ở tầng thứ ba có chút tương tự, chỉ là không có tồn tại loại quỷ khí âm trầm kia chỉ có điều cung điện giờ phút này đã sụp đổ hơn phân nửa nhìn vết tích đã là sự tình trước đây rất lâu rất nhiều nơi đã bị đóng băng ba người chứng kiến cảnh này trước tiên khẽ giật mình sau đó thoáng nhìn nhau nhìn bố cục kiến trúc nơi đây cùng tầng thứ ba rất giống nhau theo lời tên quỷ vương kia nói mỗi tầng trong tuế nguyệt tháp đều giam giữ trọng phạt vì vậy bên trong đó có lẽ cũng giam giữ một quái vật nguy hiểm nào đó chúng ta phải hết sức cẩn thận tô an thiến thần sắc ngưng trọng nói không sai cẩn thận một chút sẽ không thừa đâu. Cận Lưu cũng nói, chương 1067, tình cờ gặp. Đối với đề nghị của Tô An Thiến, Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến, dù sao hắn vốn không phải là người lỗ mãng. Ba người tự mình phóng ra thần thức tìm kiếm chung quanh một phen, không phát hiện nguy hiểm gì, liền phi thân nhảy xuống, cẩn thận dò xét các nơi, đáng tiếc vẫn như cũng không phát hiện gì đặc biệt. Trong cung điện không có chút hơi thở của vật sống, vẫn chỉ là băng tuyết hàn phong. Ba người một đường dò xét, rất nhanh tới một đại điện ở sâu trong cung điện chỗ này nằm sâu trong điện đã không còn cảm giác được hàn phong ở phía ngoài khí lưu đã ổn định lại hàn lập bước vào đại điện ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái thế nào thạch đạo hữu phát hiện gì sao tô an thiến chú ý tới thần sắc biến hóa rất nhỏ của hàn lập mở miệng hỏi cận lưu nghe tiếng cũng nhìn lại lúc này gã đã sớm thu hồi sự coi thường hàn lập thấy thần sắc biến hóa của hàn lập trong lòng cũng run lên Hàn Lập không trả lời câu hỏi của Tô An Thiến, mà bước nhanh vào bên trong, đi đến một khe đá ở một góc nhỏ trong đại điện nhặt lên một vật. Đó là mấy sợi lông màu trắng hơi mờ, mấy cọng lông này dài chừng nửa xích, mềm mại dị thường, lại mỏng manh không gì sánh được, mắt thường rất khó phát hiện, nếu Hàn Lập không có thần thức cường đại, đoán chừng cũng không phát hiện ra. Đây là lông gì, nhìn tựa hồ là thứ trên thân một loại dị thú nào đó. Thần sắc Tô An Thiến khẽ động nói, ừm, um, nơi đây có mấy cọng lông này, không chừng thật có dị thú nào đó chiếm giữ. Hàn lập lật tay thu hồi mấy cọng lông này lại, nhìn vào chỗ sâu trong đại điện, ánh mắt chấp lên nói. Bởi vì trên thân hắn có nhiều loại chân linh huyết mạch, nên cực kỳ mẫn cảm với khí tức chân linh. Từ trong mấy cọng lông này, Hàn lập mơ hồ cảm ứng được một chút khí tức chân linh, có chút tương tự với thanh loan huyết mạch của hắn. Tô An Thiến và Cận Lưu liếc nhìn nhau, thần sắc đều ngưng trọng mấy phần. Cận Lưu hơi trầm ngâm, tay áo phất xuống phía dưới, một đạo lục quang bắn ra xoẹt một tiếng, rơi xuống trên mặt đất phía trước. Ánh sáng thu vào, liền xuất hiện một tiểu thú màu xanh biếc ở dưới đất. Con thú này giống như hồ ly, cái mũi dài gấp mấy lần so với hồ ly bình thường, một đôi mắt xanh biếc linh động phi thường, nhìn cực kỳ lanh lợi. Con hồ ly màu xanh vừa xuất hiện, liền nằm dạp trên mặt đất liên tục ngửi, sau đó chạy nhanh về phía trước. Bích tinh linh hồ, đuôi lông mày hàn lập khẽ động, ha ha, xem ra kiến thức thạch đạo hữu quả thật uyên bác A, vậy mà nhận ra linh thú này. Cận lưu có chút ngoài ý muốn nói, ngẫu nhiên thấy qua trong điển tịch thôi. Hàn lập nói ra, hồ ly này chính là một loại trong hồ tộc, sức chiến đấu không mạnh, nhưng cặp mắt và cái mũi cực kỳ linh mẫn, dùng để dò đường tầm bảo cực kỳ phù hợp, chỉ là số lượng thưa thớt, rất hiếm người có được. Có bích tình linh hồ này đi trước dò đường, chúng ta theo sau sẽ an toàn hơn nhiều. Đi thôi, cận lưu nói ra, thời gian tiếp theo, ba người theo sau bích tình linh hồ tiếp tục đi tới rất nhanh xuyên qua vài tòa đại điện kiến trúc phía trước đột nhiên trở nên thưa thớt một đầu hành lang xuất hiện ở phía trước xuyên qua hành lang sắc mặt bọn hắn đồng thời vui mừng bước nhanh tới đi vào trong một đại sảnh u ám ở đằng sau đại sảnh lớn cỡ hai ba mươi trượng bên trong có chút trống trải cái gì cũng không có chỗ sâu là một cái cửa đá trên cửa khảm một quang môn màu đỏ sậm trong quang môn là một màn sáng màu đỏ sậm nhảy múa chính là cánh cửa không gian trên cánh cửa không gian này không có cấm chế, khả năng đã bị người phá giải. Cánh cửa không gian, lần này lại không tốn chút công sức nào đã tìm được. Tô An Thiến mừng rỡ nói ra, tuy nói như thế, nhưng Tô An Thiến không lập tức tới gần, mà triển khai thần thức tra xét rõ ràng đại sảnh này. Chỗ tốt trước mặt càng dễ như trở bàn tay thì cảm bẫy càng nhiều, không thể khinh thường. Hàn Lập và Cận Lưu cũng giống vậy, hơn nữa Cận Lưu còn khu động bích tình linh hồ chạy đến các nơi trong điện dò đường. Ba người dò xét một hồi lâu, trên mặt đều có chút cổ quái. Bất luận bọn hắn dò xét thế nào, thậm chí Tô An Thiến trực tiếp mở ra linh vực, như cũ vẫn không phát hiện chung quanh có cảm bẫy nguy hiểm nào cả. Xem ra tầng này đã xảy ra chuyện gì rồi, dẫn đến cung điện này đổ sụp hơn phân nửa, tồn tại bị giam giữ ở đây hoặc là đã vẫn lạc, hoặc là đã rời đi. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi tầng thứ 5, Tô An Thiến nói ra, sau đó dẫn đầu bay vào cánh cửa không gian, quả nhiên không có bất kỳ dị dạng gì xuất hiện, thuận lợi tiến vào bên trong. Hàn Lập cùng Cận Lưu thấy vậy, cũng đi theo, tiến nhập cánh cửa không gian. Cảnh sắc trước mắt hai người biến ảo, xuất hiện tại một cồn cát trên sa mạc. Trên sa mạc cũng có cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, nhìn ra bốn phía không thấy điểm cuối, rộng bao la không gì sánh được. Trừ điều đó ra, xung quanh lọt vào tầm mắt mọi người là từng tòa thổ sơn, nhiều năm bị gió lớn quét qua, hiện ra các hình thù kỳ quái, nhìn có chút kỳ lạ. Tô An Thiến giờ phút này đang lơ lửng giữa không trung, đang nhìn chung quanh dò xét. Nơi này có chút cổ quái, Hàn Lập và Cận Lưu cũng nhìn chung quanh, cấm chế thời gian trong hư không nơi đây càng thêm cường đại, thần thức ba người giờ phút này chỉ có thể dò xét ra khoảng cách chừng một thành. Cấm chế thời gian trong hư không nơi đây không chỉ làm giảm phạm vi thần thức rất nhiều, hơn nữa còn phảng phất như một tảng đá đặt ở trên thần hồn ba người, ảnh hưởng đến độ chính xác của thần thức dò xét. Sắc mặt ba người Hàn Lập đều rất trầm trọng, Đi thôi, nếu tháp này chỉ có 7 tầng, thì cũng chỉ còn lại 3 tầng cuối cùng. Hy vọng tầng này cũng có thể thuận lợi thông qua. Tô An Thiến thở nhẹ một hơi nói ra, kết quả ba người càng đi về trước, gió ở không gian nơi đây càng lớn, cạo mặt đất mất một tầng, vô số đá vụn to to nhỏ nhỏ bị quấy lên cuốn vào trong gió, che khuất bầu trời, phảng phất như bão cát. Ngay lúc phi độn ánh mắt hàn lập bóng sáng lên, đột nhiên ngừng lại, nhìn về cuồng phong quay cuồng phía trước. Thạch đạo Hữu sao vậy? hai người tô an thiến thấy vậy cũng dừng lại hỏi gió này có chút cổ quái cũng không phải là tự nhiên hình thành mà dường như có người đang thao túng hàn lập nhíu mày lại nói hai người tô an thiến nghe vậy khẽ giật mình tra xét rõ ràng cảnh vật chung quanh rất nhanh thần sắc đều khẽ biến cả hai cũng phát hiện dị dạng cuồng phong chung quanh trong gió ẩn chứa từng tia từng tia ba động nguyên khí đúng là có người đang thao túng xem ra tầng này không giống tầng thứ tư dễ dàng thông qua được làm sao bây giờ có nên đi qua nhìn xem cận lưu nhẹ nhàng hỏi có thể gây nên gió lốc quy mô lớn như thế thực lực tất nhiên không thể coi thường nói không chừng chính là tồn tại bị giam ở tầng này dựa theo kinh nghiệm trước đó cánh cửa không gian các tầng đều đặt gần các vật bị giam giữ muốn thông qua tầng này nhất định phải đi qua chỉ sợ không có phương pháp để lách được tô an thiến trầm ngâm một chút rồi đáp không sai không vào hang cọp sao bắt được cọp con trong mắt hàn lập hiện lên tinh quang gật đầu đồng ý Cận Lưu cũng chỉ hơi trần chờ mà thôi, Tô An Thiến và Hàn Lập đều đồng ý, gã cũng không phản đối. Ba người rất nhanh bay tới đằng trước, theo hướng ba động nguyên khí trong hư không, một đường truy tìm tới. Càng đi về phía trước, cuồng phong càng lớn, ba động nguyên khí trong gió càng thêm mãnh liệt, cho nên ba người không chút lo lắng sẽ bị truy tung, một đường tiến lên phía có ba động nguyên khí mãnh liệt. Các loại thổ sơn trên sa mạc phía trước càng ngày càng dày đặc, thể tích càng lúc càng lớn, dần dần hình thành một dãy núi liên miên màu vàng đất gần nửa canh giờ trôi qua ba người rốt cuộc tìm được đầu nguồn nguyên khí trong gió ba người đáp xuống gần một hẻm núi bí mật lớn chừng mấy trăm dặm đồng thời tự mình thi triển bí thuật che giấu khí thức nhìn tới phía trước chỉ thấy hẻm núi giờ phút này cuồn cuộn mấy chục cột lốc xoáy vòi rồng màu trắng thô to mỗi một cột lốc xoáy đều lớn chừng trăm trượng dài mười mấy dặm sông thẳng lên trời mà bên trong cột lốc gió xoáy ẩn chứa linh lực còn có lực lượng pháp tắc cực kỳ khủng bố cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa giờ phút này chúng phảng phất như từng cái vòi cua quào, hết thảy chỗ nào bị cua chúng sẽ dễ dàng bị xoắn nát nuốt hết. Mặt đất và bầu trời đều bị rung chuyển, rung động u u. Trong một cột lốc xoáy màu trắng lớn nhất mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, chỉ là vì lốc xoáy cách trở, cho nên không thấy rõ hình dạng, lực lượng pháp tác trong cột lốc cuồn cuộn khiến thần thức cũng vô pháp dò xét vào. Mà phía trước mấy chục cột gió xoáy có một đám tu sĩ đang bay múa, khoảng 5-6 người, cùng thi triển thần thông chống lại những cột xoáy kia là bọn hắn, ánh mắt hàn lập khẽ động, đám người kia chính là bọn người lôi ngọc sách tại tầng thứ nhất chia tay bọn hắn, theo thứ tự là lôi ngọc sách, văn trọng, đôi thanh niên nam nữ áo đen, còn thêm nam tử thanh niên lúc trước xuất hiện cùng kỳ ma tử. Ngoại trừ năm người này, còn có một người nằm ngoài dự liệu, chính là Lam Nhan chạy thoát từ trong tay hắn. Tô An Thiến và Cận Lưu thấy rõ sáu người phía trước, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn 10 cột lốc xoáy màu trắng kia có uy lực mạnh mẽ kinh người, mặc dù sáu người lôi ngọc sách sốc toàn lực, tự mình thôi động thần thông tiên khí đến cực hạn nhưng vẫn bị áp chế gắt gao, liên tục lùi về phía sau. Càng thêm kinh người là Hàn Lập rõ ràng cảm giác, thân ảnh trong cột lốc xoáy màu trắng cũng chưa dốc hết toàn lực, tựa hồ đang chơi đùa cùng bọn người lôi ngọc sách. Cà cà, chỉ bằng thực lực các ngươi như vậy cũng muốn đi lên tầng thứ sáu. Thật là không biết tự lượng sức mình, hay là theo giúp ta ở chỗ này hảo hảo chơi đùa một chút đi. Một âm thanh sắc nhọn chói tai từ trong lốc xoáy truyền ra, cười lớn khẳng khặc. Vừa dứt lời, tiếng thét nổi lên các cột lốc xoáy vốn tách riêng bay múa bỗng nhiên hợp lại làm một hóa thành một cột lốc xoáy màu trắng vô cùng thô to cuốn cả sáu người vào trong đó cột lốc xoáy màu trắng to lớn vô cùng phảng phất một cột trụ kình thiên sức gió càng mãnh liệt gấp mấy lần rất có uy thế làm thiên địa biến sắc tiên khí của đám người lôi ngọc sách bị thổi quay tròn đảo quanh ngã trái ngã phải căn bản không phát huy được bao nhiêu uy năng thân thể mấy người lại bị giam cầm trong cột lốc xoay quanh nó không cách nào thoát ra được sa sa tô an thiến và cận lưu nhìn thấy cảnh này trên mặt đều biến sắc lôi ngọc sách ở kim nguyên tiên vực là cao thủ ai cũng biết thực lực những người khác cũng không yếu không ngờ dễ dàng bị giam cầm như thế mà lông mày hàn lập cũng nhíu một cái cột xoáy màu trắng kia nhìn cũng không thần kỳ gì ẩn chứa trong đó cũng chỉ là pháp tắc phong thuộc tính vậy mà huy năng to lớn như thế dù là hắn muốn phá giải cũng cực kỳ khó khăn a à, không đúng trong mắt hàn lập lóe lên tử mang trong miệng lên tiếng kinh hô Tầng thứ năm này ảnh hưởng đến thần thức quá lớn, cảm giác không đủ rõ ràng, hắn lấy cửu U Ma Đồng quan sát, lúc này mới phát hiện bí mật của lốc xoáy màu trắng. Trong cột lốc xoáy này tựa hồ ẩn chứa hai cỗ lực lượng pháp tắc phong thuộc tính khác nhau, dung hợp hoàn hảo với nhau, khó có thể phân ra được. chương 1068, ra tay, thì ra là thế, cột lốc xoáy màu trắng là thần thông dung hợp hai loại pháp tắc chi lực mà thành, khó trách lại lợi hại như vậy. Trong nội tâm hàn lập chợt bừng tỉnh, dung hợp pháp tắc, hội tụ huy năng lại gia tăng mạnh như vậy. Chỉ là dung hợp pháp tắc thật sự quá mức khó khăn, hắn đi tới chân tiên giới đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ mới gặp qua mấy người thi triển loại thần thông này. Năm đó công thâu cửu cùng đồng bọn giám sát tiên sứ, Lam Nhan cùng Lam Nguyên Tử, thậm chí thời gian pháp tắc của hắn cùng luân hồi pháp tắc của Giao Tam cũng đã từng cộng hưởng với nhau. Tuy vậy, những lần dung hợp pháp tắc kia đều hết sức nông cạn, so với mức độ dung hợp của lốc xoáy màu trắng thì hoàn toàn kém xa. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, âm thầm suy đoán mấu chốt trong dung hợp pháp tắc sau một lúc không có đầu mối gì trong nội tâm lặng lẽ thở dài một tiếng dung hợp pháp tắc vốn là bí thuật cao thâm khó hiểu vô cùng hiếm thấy tự nhiên rất ít người ghi chép vào điển tịch nếu có đi nữa điển tịch chân quý cỡ này cũng sẽ do cực ít người nắm giữ cực kỳ hiếm khi lưu truyền ra ngoài những năm này hắn đều đơn độc tu luyện mặc dù tự do tự tại nhưng không có người chỉ điểm cho nên thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm xem ra sau khi rời khỏi đây phải nghĩ biện pháp tìm người thỉnh giáo việc tu luyện pháp tắc cùng linh vực cho thật tốt. Hắn bây giờ đã là luân hồi chi tử, chỉ cần chịu hao tổn tiên nguyên thạch, có lẽ sẽ tìm được người bên trong luân hồi điện chỉ điểm cho. Các người chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Thực sự quá yếu, quả thực đã làm ta thất vọng rồi. Ngay khi suy nghĩ trong đầu Hàn Lập quay trở lại, thanh âm của thân ảnh bên trong cột lốc màu trắng một lần nữa truyền ra, bộ dạng thất vọng. Đám người lôi ngọc sách nghe thấy vậy, trên mặt đột nhiên hiện lên một tầng huyết hồng, Tất cả khẽ quát lên một tiếng, quanh thân phát ra quang mang rực rỡ, từng người thi triển ra thần thông linh vực. Nhất thời, đủ loại linh vực hiện ra, chồng chất lên nhau cùng một chỗ. Linh vực màu vàng của Lôi Ngọc Sách là to lớn mạnh mẽ nhất, bên trong linh vực xuất hiện rất nhiều ngọn núi màu vàng, trên đỉnh núi cắm đầy mũi kiếm màu vàng sáng bóng như tuyết, bộc phát ra kiếm ý lăng lệ ác liệt như có thể xuyên thủng bầu trời. Một mảnh linh vực mở ra, đám người Lôi Ngọc Sách lập tức ổn định, không còn nghiêng ngả theo lốc xoáy nữa sắc mặt lôi ngọc sách nghiêm nghị, miệng niệm chú ngữ, hai tay liên tục biến ảo, đột nhiên kết thành một cái kiếm quyết. Kiếm quyết vừa thành, kim quang trên người gã lóe lên, một hồi âm thanh xùy xùy gào rít vang lên, năm sáu chục sợi tơ màu vàng từ trong cơ thể bắn ra, mỗi một sợi đều phát ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, chính là những sợi tơ pháp tắc. Bên trong linh vực của lôi ngọc sách, những mũi kiếm như được triệu hoán, đều ào ào bắn ra, dung nhập vào trong những sợi tơ pháp tắc màu vàng. Những sợi tơ màu vàng lập tức phát sinh biến hóa, sau một hồi đan sen, quấn lấy nhau, rồi biến thành năm sáu chục thanh cử kiếm màu vàng, hình dạng không giống nhau, có thanh lớn như cánh cửa, cũng có thanh thon dài mảnh mai nhỏ như cây kim, có thanh hình dạng như các con thú rồng, hổ. Điểm duy nhất giống nhau chính là trên mỗi thanh kiếm đều phát tán ra khí thức cuồn cuộn minh mông, tựa như có uy lực phá biển chống trời. Trong linh vực, năm sáu chục thanh cử kiếm màu vàng như cá bơi trong nước bay lượn liên hồi, mặc dù trên mỗi thanh đều phát tán ra kiếm ý trùng thiên, nhưng lại không mảy may xung đột với nhau, mơ hồ hình thành một kiếm trận kỳ quái kiếm trận vừa thành kiếm khí trên năm sáu chục thanh cửa kiếm đột nhiên hội tụ lại lăn lệ ác liệt từ bên trong kiếm trận bắn ra bốn phía gần như lấp đầy cả hư không chảm trong mắt lôi ngọc sách lóe lên một tia tàn khốc kiếm quyết trong tay chém một cái kiếm trận quay tít một vòng bên trong năm sáu chục thanh cửa kiếm đều bắn ra một đạo kiếm khí khổng lồ hình dạng khác nhau chém lên bốn phía cột lốc màu trắng xoẹt một tiếng vang lên như xé vải cột lốc màu trắng mãnh liệt bị chém rách bề mặt bị chém thành vô số vết rách, trong vết rách lộ ra kim quang sáng chói. Xa xa, tận mắt thấy kiếm trận đại triển thần uy, trong mắt Hàn Lập hiện lên quang mang nóng bỏng. Hắn đã biết qua không ít kiếm trận thần diệu, tuy thành bản kiếm trận, cầu long kiếm trận đều là kiếm trận thượng thừa, nhưng so với kiếm trận lôi ngọc sách vừa thi triển, thua kém không chỉ một bậc. Thông Thiên kiếm phái được xưng là đệ nhất đại phái ở Kim Nguyên Tiên vực, quả nhiên trên phương diện kiếm trận chi đạo có thành tựu độc đáo, không giống bình thường. Ngoài ra, Hàn Lập thấy lôi ngọc sách không xuất ra phi kiếm, mà lại dùng sợi tơ pháp tác biến ảo ra phi kiếm thi triển kiếm trận, hơn nữa uy lực kiếm trận lại kinh khủng như vậy, khiến cho hắn có đôi chút kinh ngạc. Văn Trọng chứng kiến lôi ngọc sách thi triển kiếm trận, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Gã không ngồi yên, hai tay bấm pháp quyết phung lên. Một tiếng ông vang lên, bốn đạo kiếm quang màu vàng cực lớn bên trong linh vực của gã lóe lên lập tức bắn ra. Mỗi đạo kiếm quang đều lớn tầm trăm trượng, phía trên phân biệt khác đồ án tứ tượng là thanh long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng tản mát ra kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt, tuy nhiên so với kiếm trận của Lôi Ngọc Sách thì yếu nhược hơn rất nhiều. Văn Trọng đẩy tay về trước một cái, bốn đạo kiếm khí bắn ra, đồng thời chém lên cột xoáy màu trắng. Lam Nhan mở ra một cái linh vực màu lam, đồng thời xuất ra thanh thủy lam loan liêm khi trước, thi triển thần thông thủy nguyên trảm, một vòng tròn màu lam lớn hơn 10 trượng hiện ra chém về phía cột xoáy màu trắng. Hùng Sơn cũng thi triển ra thần thông linh vực, hiện giờ sinh từ cận kề, gã cũng không lưu thủ, phất tay xuất ra hơn trăm thanh phi kiếm, cũng thi triển ra một kiếm trận màu vàng hình tròn lớn gần một mẫu. Ngao, một tiếng gầm trùng thiên bên trong kiếm trận phát ra, kim sắc quang mang chính giữa kiếm trận lóe lên, ngưng tụ thành một đầu kiếm long màu vàng phóng ra, dương nhanh múa vuốt đánh tới cột lốc. Đôi nam nữ áo đen kia không hề mở ra linh vực, không biết có phải là do chưa lĩnh ngộ thần thông linh vực hay không, mỗi người xuất ra một kiện tiên khí. Nữ tử áo đen xuất ra một hạt châu to màu trắng, phía trên phát họa vô số đường vân hoa văn màu vàng tuôn ra pháp tắc chi lực, tỏa sáng lấp lánh. Thanh niên áo đen thì phất tay lấy ra một kiện tiên khí hình dạng như nhánh cây, dài chừng vài thước, phía trên chia thành bảy nhánh, trên mỗi nhánh đều chấp động hung mang đen kịt, đồng thời tản mát ra mùi vị huyết tinh thanh tươi, nhìn qua chính là hung khí tàm môn. Hai kiện tiên khí sau khi rời tay, lập tức tỏa sáng hào quang, hóa thành hai đạo lưu tinh một đen một trắng, hung hăng đánh lên cột lốc xoáy. Thần thông của đám người này không yếu, sau khi hợp sức, vết rách trên cột lốc lập tức rộng thêm vài phần, mơ hồ có xu thế rách toác. Chật chật, thông thiên kiếm trận quả nhiên bất phàm, đáng tiếc người lĩnh ngộ pháp tắc còn có hạn, sợi tơ pháp tắc còn chưa đủ, không thể hoàn toàn luyện thành bộ kiếm trận này, muốn phá thiên tốn phong trụ của ta còn chưa đủ. Xem chiêu, một tiếng cười hắc hắc chói tai vang lên, tiếng cười chưa dứt, bên trong lốc xoáy màu trắng chợt lóe quang mang, một cái linh vực màu trắng hiện ra, nhanh chóng mở rộng ra bốn phương tám hướng bên trong linh vực ngập tràn vô số phong vân màu trắng biến ảo khó lường làm cho người khác không thể đoán được nhưng lại có cảm giác vô thiên cái địa dường như thâu tóm cả phong vân trên trời phạm vi linh vực màu trắng cực lớn lớn hơn linh vực của đám người lôi ngọc sách rất nhiều bao phủ toàn bộ linh vực của bọn họ vào trong mọi người nhất thời cảm thấy cả người trầm xuống thân thể dường như rơi vào vũng bùn không đáy động đậy một cái cũng vô cùng khó khăn linh vực của từng người cũng bị một cỗ pháp tắc chi lực to lớn hung hăng tràn vào hỗn loạn vùng vẫy kịch liệt. Cùng lúc đó, từng đám sợi tơ màu trắng từ bên trong linh vực màu trắng bắn ra, chừng gần trăm sợi, lóe lên dung nhập vào trong lốc xoáy màu trắng. Cột lốc màu trắng đột nhiên bừng sáng, vết rách nháy mắt được liền lại như lúc đầu, hơn nữa càng trở nên dày đặc hơn, một lần nữa giam cầm mấy người vào trong. Xa xa, ba người hàn lập chứng kiến cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, nhất là tô an thiến. Ánh mắt nàng nhìn chầm chầm vào cột lốc xoáy màu trắng, môi anh đào khẽ mím, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo âu, không biết đang lo lắng cho người nào. Không ngờ đối phương lợi hại như thế, xem ra đám người lôi Ngọc Sách không phải đối thủ, chúng ta có nên ra tay hay không? Cận Lưu nhìn về phía Tô An Thiến và Hàn Lập, mặc dù chúng ta cùng đám người lôi Ngọc Sách không có thâm giao, nhưng dù sao cũng cùng đường, ta nghĩ vẫn nên ra tay cứu bọn họ. Hơn nữa nếu như cứ khoanh tay đứng nhìn, mấy người bọn họ vẫn lạc ở đây, kết cục của ba người chúng ta có thể cũng không tốt hơn. Tô An Thiến vừa nói, vừa nhìn về phía Hàn Lập, cùng nhau đi một đoạn đường, Hàn Lập đã phô bày ra thực lực và khả năng phán đoán, sớm đã khiến trong lòng nàng kinh ngạc không thôi, bắt đầu mơ hồ có cảm giác coi ba người như một đội ngũ đáng tin cậy, đặc biệt tại thời khắc mấu chốt này. Mặc dù trong lòng Cận Lưu có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng đồng dạng theo bản năng nhìn về phía Hàn Lập. Tô Đạo Hữu nói đúng, bây giờ chúng ta cùng lôi Ngọc Sách đều trên một chiếc thuyền, có phúc cùng hưởng, có hỏa cùng chia. Hàn Lập gật nhẹ đầu, chú ý đã định thân hình ba người đồng thời trở nên mơ hồ biến mất tại chỗ giờ phút này bên trong cột lốc màu trắng sắc mặt lôi ngọc sách hết sức khó coi đôi mắt lóe lên một cái trong miệng hét lớn một tiếng gương mặt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu đồng thời hai tay gã nhanh chóng bấm pháp quyết thiên linh cái trên đỉnh đầu lóe lên kim quang một nguyên anh màu vàng lớn chừng một xích thoáng hiện ra đôi tay nhỏ của nguyên anh khẽ động há miệng phun ra một đoàn máu huyết ánh vàng rực rỡ bên trong xuất hiện pháp tắc chi lực kinh người lóe lên dung nhập vào bên trong linh vực màu vàng ở xung quanh, mà bản thân lôi ngọc sách lúc này khuôn mặt đang đỏ rực đã trở nên tái nhợt, làn da trên thân bắt đầu hiện ra nếp nhăn trông già đi rất nhiều. tuy vậy linh vực màu vàng xung quanh gã đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, đồng thời khôi phục yên tĩnh. thông thiên kiếm trận bên trong linh vực cũng sáng lên mãnh liệt, sau đó tất cả cửa kiếm bay vụt về, hiện ra xung quanh lôi ngọc sách, đồng thời nhanh chóng xoay tròn quanh thân gã. ầm um, trên người lôi ngọc sách phát ra một cỗ kiếm ý so với lúc trước còn đáng sợ hơn mấy lần một cửa kiếm màu vàng hư ảo mờ mịt hiện ra bên trên cửa kiếm còn vẽ chẳng chịt văn tự hình chim kiếm khí lăng lệ ác liệt không ngừng bốc lên phảng phất như nó muốn xe trời mà đi suy suy hư không xung quanh cửa kiếm hư ảo này rung động lắc lư không ngừng tiếp đó trực tiếp vỡ vụn tan biến chảm hai tay lôi ngọc sách vung lên cửa kiếm hư ảo lập tức bắn ra chém xung quanh cột lốc xoáy màu trắng những nơi cửa kiếm đi qua hư không phát ra một tiếng xoẹt giống như trang giấy bị xé thành hai nửa ồ ngươi lại có thể lĩnh ngộ thông thiên kiếm trận đến trình độ này nhưng đáng tiếc tu vị của ngươi quá yếu phá cho ta thanh âm chói tai từ trong cột lốc xoáy lần nữa vang lên kèm thêm một tia ngưng trọng âm thanh đó vừa dứt bên trong cột lốc màu trắng chuyển ra âm thanh hí hí liên hồi đột nhiên hiện ra một cái hư ảnh móng chân thú màu trắng to bằng cả một căn phòng ngay phía sau là một loạt tiếng gầm rú chói tai từng sợi tơ pháp tắc màu trắng bên trong linh vực ẩn hiện mà ra, chừng hơn 100 sợi, đều lóe lên dung nhập vào trong hư ảnh móng chân màu trắng. Hư ảnh móng chân màu trắng vốn có chút mông lung lập tức hiện ra rõ ràng, chính là một cái móng ngựa màu trắng, hung hăng đạp mạnh xuống. chương 1069, lợi kỳ mã. Âm một tiếng, tại chỗ móng ngựa màu trắng đạp xuống, không gian phía trước rung động giống như mặt nước, sau đó âm một tiếng bạo liệt ra, trực tiếp xuất hiện một lỗ thủng không gian to lớn móng ngựa không ngừng lại chút nào, trực tiếp xuyên qua lỗ thủng không gian, hung hăng giẫm trên mũi cự kiếm hư ảo. Ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, sau khi chỗ móng ngựa màu trắng đánh tới cự kiếm hư ảo truyền ra một trận ba động dập dần kịch liệt, toàn bộ hư không theo đó mà chấn động, bốn phía hiện ra từng vết rạn nứt, lóe lên liên tiếp rồi biến mất. Chỉ thấy móng ngựa kia bị cự kiếm hư ảo xuyên thủng bạo liệt ra, nhưng cự kiếm hư ảo cũng bị vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số điểm lưu quang màu vàng rồi phiêu tán. Lốc xoáy màu trắng bị dư âm của hai vật va chạm ảnh hưởng đến cũng rung động kịch liệt, phía trên hiện ra từng vết nứt. Sau khi móng ngựa màu trắng bạo liệt, hơn 100 sợi pháp tắc tinh ti kia liền nổi lên, vậy mà không bị hao tổn chút nào, vẫn óng ánh như lúc ban đầu. Hơn 100 sợi pháp tắc tinh ti vừa mới động, chuẩn bị tập hợp lại bay tới lốc xoáy màu trắng. Nhưng vào thời khắc này, hai cái linh vực màu lam đột nhiên nổi lên, bao phủ tất cả vào bên trong xuất hiện đồng thời với linh vực là một thanh băng kiếm màu lam sắp xỉ trăm trượng và một nắm đấm màu xanh lam như tòa núi nhỏ ở ngay bên cạnh lốc xoáy màu trắng. Chúng cùng lúc đánh vào khiến lốc xoáy màu trắng run rẩy kịch liệt, vết dạn phía trên lần nữa lớn thêm một chút, nhưng vẫn không bị phá vỡ. Ha ha, hai người các ngươi lén lút trốn ở một bên, cho rằng ta không phát hiện ra sao. Bằng chút năng lực ấy của các ngươi mà cũng muốn phá thần thông của ta. Đi ra cho ta, thanh âm bén nhọn cười ha ha, Đồng thời hào quang trong lĩnh vực màu trắng quay cuồng, đón gió ngưng tụ hóa thành một bàn tay màu trắng to lớn, chảo xuống một chỗ trong hư không bên dưới. Ầm vang lên một tiếng thật lớn, chỗ bị đại thủ vồ xuống bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn lam quang chói mắt, tiếp theo hai đạo nhân ảnh lảo đảo xuất hiện. Chính là Tô An Thiến và Cận Lưu bị bàn tay lớn màu trắng theo sát phía sau bắt được. Nhưng vào thời khắc này, hư không gần cột lốc xoáy màu trắng lại lóe lên lần nữa, một đạo chỉ ảnh màu vàng dài 10 trượng to bằng vại nước từ trên trời đâm xuống, tản mát ra một cỗ khí thức lăng lệ xuyên thủng huyết thảy, hơn nữa đầu ngón tay còn bạo phát ra đạo đạo tia chớp màu vàng. Những tia chớp màu vàng kia không phải là lực lượng lôi điện, mà do khí thức chỉ ảnh màu vàng vặn vẹo hư không hình thành tia lửa. Chỉ ảnh màu vàng điểm trên lốc xoáy màu trắng, bạch quang mặt ngoài lốc xoáy chấp động, cố sức liều mạng ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn bị xuyên thủng ra một cái lỗ lớn. Hào quang của cột lốc xoáy màu trắng cuồng thiểm, rồi lập tức phát ra một tiếng nổ lớn bạo liệt ra, phiêu tán biến mất. Đám người lôi ngọc sách mắt thấy cảnh này, vừa mừng vừa sợ, vội vàng bay ra bên ngoài, hợp lực xông lên, bay ra khỏi linh vực màu trắng. Thời gian pháp tắc, kẻ nào phá thần thông của ta, nếu dám ra tay, cần gì phải trốn trốn tránh tránh không dám hiện thân. Thanh âm bén nhọn không chú ý đuổi theo đám người lôi ngọc sách, cất giọng quát, ánh mắt quét qua bốn phía. Ta vẫn luôn đứng ở chỗ này, chỉ là các hạ không phát hiện ra thôi một nơi nào đó trong hư không bên ngoài linh vực màu trắng lóe lên kim quang, thân ảnh Hàn Lập bỗng nhiên hiện ra, mỉm cười nói. Sau khi tu dưỡng gần một ngày, các loại thần thông cùng chân ngôn bảo luân trong thể nội hắn đã khôi phục được một phần. Lúc vừa mới tới gần nơi đây, Hàn Lập liền thi triển thần thông ẩn nấp vạn khiếu không tịch thuật cùng đại ngũ hành nguyễn thế quyết, hoàn toàn tránh được giò xét của thân ảnh màu trắng, xuất kỳ bất ý thi triển thần thông kinh thiên chỉ, nhất cử phá cột lốc màu trắng thân ảnh màu trắng kia nhìn thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện mà trước đó không có dấu hiệu nào, thần thức của gã hoàn toàn không thể dò xét được, trong lòng lập tức cả kinh. Bởi vì kinh ngạc mà người này nhất thời phân tâm, bàn tay lớn màu trắng đang bắt lấy Tô An Thiến và cận lưu hơi chút cứng đờ. Hai người Tô An Thiến lập tức nắm lấy cơ hội, thân hình uốn éo, hóa thành hai đạo lam quang vặn vẹo dẫy mạnh mà thoát khỏi bàn tay lớn màu trắng ra ngoài, bay về phía Hàn Lập. Liên tiếp bị người từ trong tay chạy thoát, trong lòng thân ảnh màu trắng rất tức giận, không chút nghĩ ngợi đưa tay đánh ra một kích. Bàn tay lớn màu trắng kia lập tức giống như lưu tinh bắn ra, cơ hồ trong chớp mắt đuổi kịp hai người Tô An Thiến, hung hăng chảo xuống một cái. Đại thủ màu trắng lúc này phát ra hào quang rực rỡ, còn chưa hạ xuống thì một cỗ khí thức khủng bố giống như có thể đập vụn hư không đến trước một bước, bao phủ trên thân Tô An Thiến và cận lưu, khiến cho thân ảnh hai người đang phi độn trở nên trì trệ. Nhưng vào thời khắc này, hư không phía trước chấn động cùng một chỗ, một quyền ảnh màu vàng giống như tòa núi nhỏ nổi lên, bên trong vô số lưu quang phù văn màu vàng chấp động, tản mát ra một vầng sáng màu vàng minh mông cuồn cuộn, cùng bàn tay lớn màu trắng kia chạm vào nhau. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến, đại thủ và quyền ảnh đồng thời vỡ vụn ra, hư không phụ cận run rẩy kịch liệt, hiện ra đạo đạo vết nứt. Thân thể Hàn Lập ở nơi xa đại trấn, phải lui về sau một bước. Mà bên trong lốc xoáy màu trắng, thân ảnh màu trắng kia cũng lắc lư một cái. Bàn tay lớn màu trắng bị đánh nát, lực lượng giam cầm trên thân Tô An Thiến và Cận Lưu lập tức biến mất, hai người vội vàng lần nữa bắn ra, trong nháy mắt hạ xuống bên cạnh Hàn Lập. Cùng lúc đó, mấy người lôi ngọc sách cũng lập tức bay vụt tới, tụ hợp một chỗ cùng Hàn Lập, Tô An Thiến, Cận Lưu. Tô Đạo Hiếu, Cận Đạo Hiếu, Thạch Đạo Hiếu, các người cũng tới, vừa rồi đa tạ ba vị xuất thủ tương trợ. Sắc mặt tái nhợt của lôi ngọc sách đã khôi phục vài phần huyết sắc, chắp tay về phía Tô An Thiến, Cận Lưu còn có Hàn Lập nói ra mặc dù y nói chuyện với hai người nhưng ánh mắt thủy chung chỉ nhìn tô an thiến ôn nhu như nước người cứu các ngươi thoát ra không phải ta và cận lưu mà là thạch đạo hiếu những lời cảm tạ này người đi nói với hắn thôi tô an thiến tránh khỏi ánh mắt nhiệt tình của lôi ngọc sách miệng từ tốn nói thạch đạo hiếu đa tả cứu giúp lôi ngọc sách nghe vậy nhìn về phía hàn lập trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc trong miệng một lần nữa nói lời cảm ơn những người khác nghe vậy thần sắc cũng tràn đầy kinh ngạc nhưng vẫn quay về phía hàn lập liên tục nói lời cảm tạ chỉ có lam nhan đã biết rõ thực lực hàn lập cũng không giật mình chút nào thần tình trên mặt âm trầm bất định các loại thần sắc phẫn hận kinh hoàng kiêng kỵ theo thứ tự hiện lên hàn lập hơi gật đầu với bọn người lôi ngọc sách đối với phản ứng của lam nhan cũng không có để ý ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi bóng người màu trắng kia mặc dù hắn xuất kỳ bất ý phá được lốc xoáy màu trắng nhưng thực lực thân ảnh màu trắng kia rất mạnh hắn không dám phân tâm chút nào cũng ngay giờ phút này đám người lôi ngọc sách đã thoát khốn dưới sự liên thủ của mọi người tình thế cuối cùng xoay chuyển lại không tệ không tệ cuối cùng có một tên có chút thực lực tới không uổng công lão tổ ta vất vả chạy đi chuyến này thân ảnh màu trắng im lặng một chút cười lên ha hả trong tiếng cười sợi tinh ti màu trắng tán loạn bốn phía đều bắn ra chui vào trong thể nội của người nọ cột lốc xoáy quanh người y đột nhiên ngừng lại nhanh chóng tiêu tán hết thân ảnh bên trong hiện ra lại là một đầu ngọc mã màu trắng toàn thân trắng như tuyết, trên sống lưng mọc ra một bờm ngựa màu tuyết trắng, nhìn rất thần tuấn. Giờ phút này bạch mã đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước giống như người, một cái bắt chéo bên hông, một cái khác lại cầm một tẩu màu xanh, hút rất điệu nghệ, nhấp nhả khói thuốc. Bọn người Hàn Lập thấy rõ thân ảnh đối phương đều lắp bắp kinh hãi. Xin hỏi tính danh các hạ, ngay từ đầu đúng là Hàn Lập kinh ngạc thoáng một chút, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt nhìn lướt qua lông bờm trên lưng bạch mã, hỏi. Hay, Đúng là có con mắt phụng về, vậy mà không biết bản lão tổ. Nhớ cho kỹ, bản lão tổ chính là Lợi Kỳ Mã. Tiểu tử, người bản lĩnh không kém nha, tu luyện chính là thời gian pháp tắc, nhục thân cũng phi thường cường đại, rất hợp tính khí lão tổ ta. Đến đây, trước tiên chúng ta đại chiến 300 hiệp. Ánh mắt Lợi Kỳ Mã phát ra chiến ý mãnh liệt, buông tẩu thuốc trong tay ra, liền muốn tiến lên. Bất quá vào thời khắc này, đột nhiên ánh mắt của y lóe lên, khẽ hừ một tiếng, dừng thân hình lại linh vực màu trắng chung quanh lợi kỳ mã lóe lên rồi biến mất, ngoài thân lóe lên bạch quang, hóa thành một đảo ánh sáng màu trắng bay về phía xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Hàn lập vốn đã chuẩn bị xuất thủ, nào biết đột nhiên lợi kỳ mã kia nói đi là đi, đảo mắt đã không còn bóng dáng, cảm thấy mờ mịt không hiểu nổi. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá thực lực lợi kỳ mã kia cực mạnh, giờ phút này đột nhiên rời đi cũng là chuyện tốt. Nhất là bọn người lôi ngọc sách đã kịch chiến cùng lợi kỳ mã đến bây giờ, tiên linh lực đều đã tiêu hao hơn phân nửa, rất cần thời gian khôi phục, trong lúc nhất thời vội vã lấy ra đan dược ăn vào. Tô đạo hữu các người tới nơi này khi nào? Lôi ngọc sách thổ nạp một lát ngăn chặn thương thế do lúc trước kích phát tiềm năng, rồi hỏi thăm tình cảnh ba người Tô An Thiến khi tới đây. Tô An Thiến nhìn phía xa, phảng phất giống như không nghe thấy câu hỏi của lôi ngọc sách, còn hàn lập lộ vẻ mặt do so dự, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, không nói gì. Cận Lưu ở một bên nhìn thấy cảnh này, tiến lên tiếp chuyện, nói đại khái quá trình bọn họ trải qua đoạn đường này tới đây, bất quá một chút sự tình bí ẩn, tỉ như việc lấy được tổ trùng trên đường, việc y giấu giếm những người khác trong không gian tiên khí cũng không nói ra, mà che giấu đi. Hàn Lập nghe những lời này, trong lòng hơi động, liếc qua gã. Sự tình tổ trùng thì không nói, còn việc Cận Lưu dùng không gian tiên khí giấu những tu sĩ Thiên Thủy tông khác, hắn cảm thấy không hề bình thường, chỉ sợ ở trong đó có chuyện kỳ quặc, vì vậy dùng ánh mắt thăm dò. Cận lưu chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, lập tức nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia bao hàm ý cảnh cáo nhẹ nhẹ. Hàn Lập đạt được kết quả thăm dò, trong lòng hơi lạnh, nhưng cũng không có ý tứ vạch trần việc này, rời ánh mắt đi. Cận lưu thấy thế, trong lòng buông lỏng, tiếp tục bắt chuyện cùng lôi ngọc sách, cũng hỏi thăm đối phương trên đường đi đã trải qua những gì. Lôi ngọc sách cũng nói một lượt những chuyện trải qua trên đường, đại khái giống như bọn họ bên này, con đường đi tới cũng gặp phải không ít nguy hiểm, người đồng hành dần dần tổn thất hầu như không còn, trong đó không thiếu người mất tích ly kỳ, sau khi trải qua một phen khó khăn chắc trở, bây giờ chỉ còn lại 5 người này. Bởi vì không có đường lui, hơn nữa không cam lòng, những người này liền quyết định tiếp tục đi về phía trước, để xem có thể tìm được một chút hy vọng sống hay không, hoặc là tìm được một chút cơ duyên. Hơn nửa ngày trước, bọn họ lại gặp Lam Nhan lẻ loi một mình tại tầng này, liền đồng hành cùng một đường, kết quả bị lợi kỳ mã kia đột nhiên tập kích, đành phải chiến đấu liên tục cho tới bây giờ xem ra cho dù đi con đường kia, bên trong tuế nguyệt tháp này đều hung hiểm dị thường. Lúc trước chúng ta mấy trăm người tiến nhập tháp, nghĩ không ra giờ này chỉ còn lại mấy người chúng ta. Cận lưu có chút hoài nghi đối với quá trình mà lôi ngọc sách nói, nhưng cũng không có vạch trần, dù sao chính y cũng che giấu rất nhiều chuyện, trên mặt làm ra vẻ bi thống, thở dài nói. Bọn người lôi ngọc sách nghe vậy, thân sắc cũng ảm đạm một trận, chỉ có điều rút cuộc có mấy phần tình cảm chân thực thì không ai biết chương 1070, một đường tiến tới trước. Lôi đạo hiếu, tính tình lợi kỳ mã kia kỳ quái, mặc dù đột nhiên rời đi, nhưng khó đảm bảo sau đó sẽ không quay lại. Chúng ta ở đây tụ hợp, tiếp theo liên thủ hành động, cùng sông sáo tòa tuế Nguyệt Tháp này, như thế nào? Cận lưu rất nhanh thu hồi vẻ bi thống, thương lượng hành động tiếp theo. Đương nhiên, lôi mỗ cầu còn không được, kế tiếp còn xin cận đạo hiếu, thạch đạo hiếu, tô đạo hiếu chỉ giáo nhiều hơn. Lôi ngọc sách nghe vậy vui mừng nhìn tô an thiến một chút trong mắt hiện lên quang mang kích động lập tức nói ra những người bên đội lôi ngọc sách vừa mới thấy ba người cận lưu triển lộ thực lực nhất là hàn lập có chỗ hơn người tự nhiên đối với việc hai đội sát nhập không có ý kiến đều gật đầu tuy rằng lam nhan không muốn đồng hành cùng hàn lập nhưng một mình nàng thấp cổ bé họng có phản đối cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người thế nên giữ im lặng không nói lôi đạo hữu nói quá lời nơi đây không thể ở lâu chúng ta nên lên đường thôi cận lưu cười cười nói ra sau một lát nghỉ ngơi đám người đã khôi phục một chút nguyên khí lập tức xuất phát bay về phía trước không chịu ảnh hưởng của thân thông lợi kỳ mã tạo ra cuồng phong gào thét nơi đây đã nhỏ yếu hơn phân nửa không còn ảnh hưởng đến phi hành bất quá một đoàn người vì lo lắng lợi kỳ mã kia xuất hiện không dám phi độn với tốc độ cao nhất hạ thấp tốc độ xuống chừng phân nửa để ứng đối tình huống bất ngờ lôi đạo hiếu các ngươi đến tầng này sớm hơn chúng ta có từng phát hiện cánh cửa không gian thông lên tầng trên không? Trong khi phi đột, Tô An Thiến đột nhiên nhìn lôi ngọc sách hỏi. Kỳ thật chúng ta cũng vừa mới đến không lâu, còn chưa kịp hảo hảo dò xét, liền bị lợi kỳ mã kia một mực dây dưa đến vừa rồi, cho nên tình huống ở tầng này còn chưa hẳn quen thuộc hơn ba vị. Trước câu hỏi của mỹ nhân, lôi ngọc sách vội vàng đáp lời. Tô An Thiến nghe vậy ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa. Khó được Tô An Thiến tiếp lời, lôi ngọc sách mừng thầm trong lòng, đang muốn lại tìm thêm chủ đề nói chuyện. Lôi đạo hiếu, liên quan tới lợi kỳ mã kia, các người có biết thêm gì không? Hàn lập đột nhiên bay tới, chen vào hỏi, thạch đạo hiếu nói lời này là có ý gì? Lôi ngọc sách bị cắt ngang câu chuyện, trong lòng thoáng có chút không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài, hỏi. Lôi đạo hiếu chắc hẳn cũng phát hiện, tuế nguyệt tháp này chính là nơi năm đó thái tuế tiên tôn cầm tù yêu ma, lợi kỳ mã kia hẳn là yêu ma bị giam giữ ở tầng này. Các ngươi giao thủ với y khá lâu, Ta thấy tính cách lợi kỳ mã kia lanh lẹ, lại ưa thích nói chuyện, trong khi nói chuyện cùng các ngươi hẳn là tiết lộ một ít tin tức a." À. Hàn Lập không phát hiện được Lôi Ngọc Sách không vui, tiếp tục nói: "Cái này, tuy chúng ta giao thủ cùng lợi kỳ mã khá lâu, cũng từng nói chuyện, nhưng lợi kỳ mã kia không nói về thân phận của nó. Bất quá nhìn thực lực mạnh mẽ của nó, hẳn là yêu ma bị giam giữ ở tầng này rồi." Lôi Ngọc Sách trần chờ một chút rồi nói ra, giờ phút này sắc mặt gã bất động, nhưng trong lòng lại ảo não lúc trước đại chiến cùng lợi kỳ mã bọn gã chỉ lo đánh nhau sống chết đối phương nhiều lần nói chuyện nhưng bọn gã đều không để ý tới nếu lúc ấy chịu để ý nói với tên kia nhiều chút có lẽ moi ra thêm không ít tin tức hữu dụng đương nhiên lôi ngọc sách tuyệt sẽ không nói ra việc này nếu không lại để tô an thiến nhìn gã chê cười rồi hàn lập nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ từ chối cho ý kiến cũng không hỏi thêm gì nữa sau đó trên đoạn đường đi đoàn người không nói một lời chẳng qua là không ngừng bay về phía trước thạch đạo hiếu người cảm thấy lôi ngọc sách vừa rồi suy đoán có gì sai không một lát sau tô an thiến nhích lại gần hàn lập truyền âm hỏi tô đạo hiếu vẫn còn nhớ rõ tại tầng thứ tư chúng ta đã phát hiện mấy cọng lông màu trắng kia không hàn lập truyền âm hỏi lại mấy cọng lông kia xác thực có chút tương tự với lông bờm trên người lợi kỳ mã tô an thiến cũng là người thông tuệ lập tức minh bạch ý tứ hàn lập không phải tương tự ta khẳng định là giống nhau mặc dù không biết lông bờm ra hỏa kia sao lại xuất hiện ở tầng thứ tư vì vậy không nên coi nơi này chỉ có một tù phạm lợi hại là lợi kỳ mã mới đúng hàn lập cười cười từ tốn nói tô an thiến nghe vậy đôi mắt đẹp lóe lên chậm rãi gật đầu bay ở phía trước lôi ngọc sách phát giác được hàn lập và tô an thiến xì xào bàn tán trong mắt hiện lên một tia ánh lửa nhưng lập tức biến mất một đoàn người bay về phía trước một đoạn thời gian cận lưu bay đầu tiên phát ra một tiếng thở nhẹ dừng thân hình lại những người khác thấy vậy, cũng đồng loạt dừng lại độn quang, nhìn tới phía trước một cái, khuôn mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy phía trước đứng vững một ngọn núi cao lớn, có chút cổ quái, chia trên dưới hai phần, mỗi phần đều có hình dáng tròn trịa, dưới lớn trên nhỏ chồng lên nhau, phảng phất như một cái hồ lô khổng lồ. Dưới chân ngọn núi là một khu cung điện màu xanh đen tọa lạc, từng tòa núi tiếp nhau, nhìn phảng phất một khu hoàng thành, chiếm diện tích hai ba mươi mẫu, kiến trúc cơ bản tương tự cùng tòa cung điện gặp ở hai tầng trước nếu không có bất ngờ gì xảy ra cánh cửa không gian thông lên tầng trên hẳn là ngay trong khu cung điện này đám người một đường đi tới ý nghĩ đều giống nhau nhưng không có ai lập tức bay xuống dưới bởi vì dựa theo lẽ thường phỏng đoán nếu cánh cửa không gian kia thật ở chỗ này lợi kỳ mã kia bảy tám phần cũng ở nơi đây ai cũng không muốn đi đối mặt rủi ro này trước lúc trước lợi kỳ mã kia thừa dịp người hai đội chúng ta phân tán hai nơi mới có thể tiêu diệt từng bộ phận mặc dù như vậy dưới sự hợp lực của chúng ta tạo áp lực cuối cùng không phải nó chạy chối chết. Bây giờ tất cả chúng ta liên thủ hành động, cho dù chính diện chiến đầu cùng lợi kỳ mã kia, tin tưởng có thể chiếm được thượng phong thì sợ gì chứ? Hơn nữa, ta thấy trong cung điện phía dưới ẩn ẩn bảo quang, bên trong hẳn có dấu trọng bảo. Đi, xuống dưới hảo hảo dò xét một phen." Lôi Ngọc Sách thất giọng nói. Nghe phân tích đạo lý rõ ràng, trong lòng những người khác đã địch, lại nghe trong cung điện phía dưới có bảo thì càng thêm động tâm, liền theo Lôi Ngọc Sách dẫn đầu, đáp xuống cung điện phía dưới hàn lập cũng theo đám người bay xuống rất nhanh hạ xuống phía trước một tòa cung điện ở ngoài cùng đại môn cung điện mở rộng phía trên treo một tấm biển màu đồng cổ dùng kim phấn viết ba chữ to minh tâm cung vừa xuống tới mặt đất sắc mặt hắn hơi đổi bên trong khu cung điện này thình lình tràn ngập một cỗ cấm chế chi lực cường đại khoảng đất trống trước đại môn cũng bị cấm chế bao phủ cấm chế này không ảnh hưởng đến tu vi nhưng thần thức lại bị hạn chế rất lớn lấy lực lượng thần thức cường đại của hàn lập cũng chỉ ly thể không đến trăm trượng những người khác cũng phát hiện tình huống này thần sắc đều biến đổi chỉ là cấm chế thần thức mà thôi không cần ngạc nhiên đi thôi trong lòng lôi ngọc sách cũng thất kinh nhưng lúc trước đã mạnh miệng nói ra không cách nào thu hồi đành phải kiên trì dẫn đầu bước vào trong đại điện bất quá gã phất tay tế ra một kiện tiên khí bình bát màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu đạo đạo kim quang từ phía trên rủ xuống bao phủ quanh người những người khác thấy vậy cũng vội vàng tế ra tiên khí hộ thể sau đó theo sau Lôi Ngọc Sách bước vào đại điện. Bên trong tòa đại điện ngoài cùng này trống rỗng, ngoại trừ mấy cây cột, không có vật gì khác. Đám người không dừng lại ở đây, rất nhanh đi qua một cánh cửa bên hông ở phía trong đại điện, vào sâu bên trong. Cung điện bên trong khu cung điện này rất nhiều, đám người lại lo lắng lợi kỳ mã kia ẩn núp trong đó, không dám phân tán, tốc độ dò xét tương đối chậm. Nửa ngày trôi qua, vẫn chỉ dò xét được gần một nửa. Cũng may trong các nơi cung điện xác thực có dấu một ít chân bảo từng người kiếm được một ít, nên không ai cảm thấy phiền muộn. Một đường đi tới, cũng không gặp nguy hiểm gì, đám người cũng không dám chủ quan nhưng bầu không khí căng cứng lúc đầu đã nới lỏng rất nhiều. Một đoàn người xuyên qua một hành lang dài, đi vào trước một tòa cung điện. Tòa cung điện này lớn hơn không ít so với các tòa đã gặp trước đó, các nơi lại điêu khắc long phượng, cạnh góc mái hiên có phủ điêu tinh mỹ, thoạt nhìn không phải chỗ tầm thường. Bọn người hàn lập một đường đi tới đạt được không ít chỗ tốt, tâm tình có chút hưng phấn, nhìn thấy cung điện phía trước con mắt đều sáng lên cửa chính đại điện nơi đây đang mở rộng một đoàn người định tiến vào bên trong nhưng ngay lúc này chung quanh đại điện đột nhiên vang lên một trận thanh âm suy suy đạo đạo lam quang nổi lên tại cửa đại điện hình thành một màn sáng màu xanh lam ngăn cản con đường lại hừ lôi ngọc sách thấy cảnh này hừ lạnh một tiếng lập tức cong ngón tay búng ra một đạo kim quang trói mắt từ trong tay gã bắn ra là một thanh phi kiếm màu vàng óng thân kiếm uốn lượn phảng phất một con kim xà, nhìn có chút bất phàm. Phi kiếm kim xà lóe lên hóa thành một đạo kim quang dạng tấm lụa lớn mấy trượng, hung hăng chảm lên màn sáng màu xanh lam. Màn sáng màu xanh lam bị đánh trúng, phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh lam quang lóa mắt, đồng thời phát ra tiếng nước chảy ầm ầm, vậy mà chỉ một thoáng đã ngăn tấm lụa màu vàng óng lại. Công kích của Lôi Ngọc Sách dễ dàng bị ngăn lại như thế, trên mặt gã tối lại, nhẹ quát một tiếng, phất tay áo lên. Sáu đạo kim quang từ trong tay áo gã bay vụt ra, lại là sáu thanh loan đao màu vàng đánh tới màn sáng màu xanh lam mà thanh phi kiếm kim xà lúc trước cũng bay vụt lên lần nữa chảm xuống chư vị chúng ta cùng ra tay phá cấm chế này văn trọng khẽ quát một tiếng phất tay phát ra một đạo kim hồng đánh tới màn sáng màu xanh lam những người khác nghe vậy cũng tự mình tế ra tiên khí đánh tới trong lúc nhất thời từng kiện tiên khí đánh vào trên màn sáng màu xanh lam các loại sen lẫn cuồng thiểm bao phủ màn sáng màu xanh lam vào trong đó chỉ nghe bành một tiếng vang trầm từ bên trong truyền ra màn sáng màu xanh lam rốt cuộc không chịu nổi nhiều công kích như vậy bị đánh tan đám người tự mình thu hồi tiên khí đi vào đại điện hàn lập nhìn cửa lớn đã mở ra lông mày chợt hơi nhíu một chút trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia dự cảm không tốt bất quá dự cảm kia chỉ thoáng qua lập tức biến mất vô tung hắn cũng không biết có phải do mình khẩn trương thái quá hay không dẫn đến ảo giác hàn lập lắc đầu vứt bỏ tạp niệm trong lòng theo phía sau cùng đám người bước vào đại điện. Không gian trong điện khá lớn, chừng 450 trượng, trong điện có chút trống trải, ngoại trừ một ít cột đá, còn có một cái bàn đá dài mảnh ở chỗ sâu trong đại điện, ngoài ra không còn vật gì khác nữa. Bàn đá kia nhìn tựa hồ là một bàn thờ, chỗ trung tâm đặt một bài vị màu vàng, phía trên viết một nhóm văn tự giống như hoa văn, Hàn Lập cũng không nhận ra. Ngoại trừ bài vị, trên bàn thờ còn đặt không ít đồ vật làm cho hai mắt đám người tỏa sáng. Chương 1071, điều kiện trao đổi những vật nhìn như cống phẩm kia có tổng cộng 9 kiện, cơ bản đều là tài liệu quý giá, từng cái phát ra dao động khí tức kinh người. Bông sen màu đen kia là U Thủy Tiên Liên, một trong thập đại tiên liên trong chân tiên giới, sau khi phục dụng không những tu vị đại tiến mà thân thể còn chuyển hóa thành U Thủy Tiên Thể, lĩnh ngộ pháp tắc thủy thuộc tính dễ dàng hơn tu sĩ bình thường gấp 10 lần. Đó là Thiên Kim Toản, trí bảo kim thuộc tính trong truyền thuyết, nếu dùng nó luyện chế ra tiên khí thì đảm bảo không gì không phá được. Ta không nhìn lầm chứ, trong cái bình nhỏ màu lam kia đựng đầy huyền chân chi tinh, phẩm chất tinh thuần, số lượng nhiều như vậy cũng đủ cho hai người tiến dai lên đại la. Còn cái kia là, mọi người sau khi thấy rõ đồ vật trên bàn đá, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó lập tức loạn lên, những người nhận ra đồ vật trên bàn kinh ngạc trực tiếp giật mình kêu lên. Hàn lập nghe thấy vậy, lập tức nhìn về đồ vật trên bàn đá, trong mắt cũng hiện lên quang mang nóng rực, nhưng rất nhanh, hắn nhìn quanh vách tường và mặt đất xung quanh bàn đá thì lông mày nhíu lại. Cận Lưu nhìn chằm chằm vào U Thủy Tiên Liên và Thiên Kim Toản ở bên cạnh, ánh mắt rực lửa, bước nhanh về phía trước. Cận Đạo Hiếu dừng bước, ngay khi gã tới trước bông sen, một bóng người đột một hiện ra, giơ tay cản lại, chính là Hàn Lập. Thạch Đạo Hiếu, ngươi làm gì vậy? Cận Lưu cho rằng Hàn Lập muốn ra tay tranh đoạt U Thủy Tiên Liên với Y nên sắc mặt trầm xuống quát lên, đồng thời thân hình khẽ động, muốn trực tiếp bay nhào ra cướp đoạt chân bảo. Ngươi nhìn xung quanh bàn đá một chút, Hàn Lập thản nhiên nói cận lưu khẽ nhíu mày, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ dừng lại, nhìn quanh bốn phía, sắc mặt lập tức biến đổi. trên vách tường xung quanh bàn đá khắc họa bảy bộ đồ án màu đỏ sậm, ước chừng lớn hơn một xích, nét khắc thô ráp, bất cứ chỗ cạnh góc nào cũng thấy được dấu vết thời gian bào mòn, lộ ra vẻ thê lương. bảy bộ đồ án này tựa như khắc họa bảy vị thần linh, tuy nhiên, thoạt nhìn qua cũng không phải là chính thần, có người hình thù cổ quái, có người ba đầu sáu tay, hoặc là thân người đầu thú, lộ ra một cảm giác hung lệ tà ác chắc hẳn là tà thần. Bảy bộ đồ án sắp xếp xung quanh vách tường và mặt đất theo một quy luật nào đó, tuy nhiên đồ án màu đỏ sậm có chút hàm đạm, hơn nữa vách tường xung quanh cũng sử dụng tài liệu màu đỏ nên rất khó phát hiện được. Nguyên bản trong đám người cũng có một vài người kích động muốn lao ra, nhưng sau khi nghe Hàn Lập nói liền dừng lại, dò xét xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra bảy bộ đồ án. Dường như là một trận pháp cấm chế nào đó, Văn Trọng cẩn thận quan sát bảy bộ đồ án, lẩm bẩm nói. Những người khác hai mắt nhìn nhau, không ai nói gì dường như không nhận ra mọi người đừng suy đoán lung tung để ta thử xem sao cận lưu nói qua một chút rồi vung tay lên cận lưu đừng kích động tô an thiến muốn gọi cận lưu lại nhưng đã muộn trong tay áo cận lưu bắn ra một tia sáng màu lam cuốn về bàn đá tia sáng màu lam vừa mới tới gần bàn đá bảy bộ đồ án lập tức tỏa sáng rực rỡ từng chùm sáng đỏ như máu nở rộ ra ngừng tụ thành một màn sáng màu máu trên màn sáng đồng thời chấn động bỗng nhiên hiện ra một cái đầu lớn, chính là một trong bảy bộ hung thần đồ án, nó há to miệng nuốt tia sáng màu lam vào trong. Cái đầu hung thần sau khi một hơi nuốt trọn tia sáng màu lam cũng không lập tức biến mất, nó quay sang đám người hàn lập gào thét không ngừng, như muốn thoát khỏi trói buộc của màn sáng màu máu, một hơi nuốt trọn đám người hàn lập. Đồng thời, đầu hung thần còn bộc phát ra một cỗ ý niệm thô bạo hung ác, truyền thẳng vào trong đầu mọi người. Trước mắt mọi người đỏ lên, trong đầu mơ hồ hiện ra cảnh tượng đầu chất thành núi, máu chảy thành sông, đất hoang ngàn dặm sát khí vô biên lao đến thôn vệ thần hồn bọn họ nhưng những người ở đây tu vị đều cao tuyệt lực lượng thần hồn cũng rất cường đại nhanh chóng hóa giải cỗ sát khí kia đầu hung thần lại gầm thét lên vài tiếng cuối cùng vẫn không thoát khỏi trói buộc biến mất vào trong màn sáng màn sáng màu máu lập tức lóe lên hai cái rồi cũng biến mất không thấy đâu hàn lập nhìn thấy cảnh này ánh mắt hơi chấp động mặc dù hắn không biết huyết sắc pháp trận này nhưng cũng nhìn ra một chút manh mối pháp trận này dường như là một loại huyết đạo pháp trận nào đó có nhiều điểm tương đồng với khắp huyết đại trận trong tích lân không cảnh nhưng lại nhiều biến hóa sát phạt hơn về phần hóa giải như thế nào hắn cũng vô kế khả thi thật là một hung trận lợi hại xem ra để lấy được bảo vật phải động tay động chân một phen lôi ngọc sách lẩm bẩm nói hừ không cần biết là hung trận gì nơi đây chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay ta không tin không phá được cận lưu hừ một tiếng nói ra hai mắt vẫn chằm chằm nhìn vào bảo vật trên bàn đá khuôn mặt đầy vẻ tham lam hận không thể lập tức thu hết bảo vật vào trong túi theo như lời cận lưu mặc dù phương pháp phá trận thô bạo nhưng những người khác đều gật đầu loại phương pháp này là đơn giản nhất hơn nữa bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian để tốn ở đây hàn lập nghe vậy lập tức nhíu mày mặc dù hắn không hiểu rõ huyết sắc pháp trận này nhưng phương pháp dùng man lực phá trận e rằng không thể thực hiện được nếu các người muốn lấy bảo vật bên trong tốt nhất đừng dùng man lực phá trận. Một âm thanh bất ngờ vang lên, làm nhàn nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói. Những người khác nghe thấy vậy đều giật mình, nhìn về phía Lam Nhan. Lam đạo hữu nói thế là có ý gì, chẳng lẽ người nhận ra trận pháp này? Lôi ngọc sách vui vẻ hỏi, cứ xem như thế đi, tiểu nữ có nghiên cứu qua trận pháp chi đạo, trước kia từng đọc trên một bản cổ tịch ghi chép về trận pháp này. Trận pháp này gọi là thất sát huyền thần đại trận thuộc huyết đạo trận pháp, ẩn chứa lực lượng huyết đạo của bảy hung thần nếu không dùng phương pháp chính xác hóa giải mà dùng man lực phá trận bảy hung thần chi lực bên trong huyết trận sẽ tự bạo mặc dù không biết uy lực thế nào nhưng có lẽ đủ để phá nát hết đám bảo vật kia lam nhan lạnh nhạt nói hàn lập nhíu mày trong mắt hắn thoáng hiện ra một chút kinh ngạc những người khác nghe vậy thần sắc cũng biến đổi sắc mặt cận lưu tối sầm nhất thời kích động suýt chút nữa phạm sai lầm lớn thật ra cũng không thể trách gã U Thủy Tiên Liên cùng với công pháp gã tu luyện cực kỳ thích hợp, chỉ cần lấy được vật này, gã nắm chắc có năm thành đột phá bình cảnh trước mắt. Còn Thiên Kim Toản cũng là vật gã khao khát đã lâu, rất có ích với gã, trước kia đám người Hàn Lập tiến vào quang môn màu vàng, nguyên khí kim thuộc tính trong đó vô cùng vô tận, rất có khả năng thai ngén ra một hai khối Thiên Kim Toản. Khi ở tầng 2, gã nhắm vào Hàn Lập là vì hoài nghi Hàn Lập mang bảo vật này trên người, không thể ngờ lại thấy ở chỗ này. Nếu Lam Đạo Hiếu đã nhận ra trận pháp này, chắc hẳn hiểu rõ phương pháp phá trận, kính xin vui lòng chỉ giáo." Lôi Ngọc Sách nhìn Lam Nhan, thành khẩn nói, "Lôi đạo hữu muốn ta xuất thủ không công hay sao?" Lam Nhan mỉm cười, khẽ nói, "Lam đạo hữu muốn nhận thù lao, như vậy đi, sau khi phá trận, Lam đạo hữu được ưu tiên chọn lấy một kiện bảo vật, coi như là thù lao xuất thủ, đạo hữu thấy thế nào?" Lôi Ngọc Sách khẽ giật mình, rồi nói, "Những người khác đối với bảo vật bên trong cũng đều nguyện nhất định phải có, nên nghe xong lời này, thần sắc đều khẽ biến nhưng cũng không nói gì. Ta có thể trợ giúp các vị phá vỡ thất sát huyết thần đại trận, tuy nhiên ta không cần những bảo vật bên trong mà thay đổi một điều kiện khác. Sau khi nói ra, Lam Nhan chừng mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập chú ý đến hành động của Lam Nhan nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình thản. A, à, vậy Lam Đạo Hữu muốn trao đổi điều kiện gì? Lôi Ngọc Sách hơi sừng sốt, hỏi. Sư huynh của ta hiện giờ ở trong tay Thạch Đạo Hiếu, ta muốn Thạch Đạo Hiếu thả sư huynh ta ra. Lam Nhan nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói, sư huynh của ngươi, sắc mặt lôi ngọc sách khẽ động, trong đầu hiện ra thân ảnh Lam Nguyên Tử, lập tức nhìn về phía Hàn Lập. Nghe Lam Nhan nói vậy, những người khác cũng đều nhìn về Hàn Lập. Hàn Lập lập tức minh bạch ý đồ của Lam Nhan, muốn lợi dụng cơ hội trước mắt mượn lực mọi người bức hắn giao ra Lam Nguyên Tử, quả là người biết nắm bắt cơ hội. Hắn âm thầm cười lạnh nhưng chưa lên tiếng, chắp tay đứng một bên, trong lòng có chút kỳ quái, vì sao Lam Nhan biết hắn không giết mà chỉ bắt nhốt Lam Nguyên Tử thạch đạo hiếu vị sư huynh của lam đạo hiếu thật sự nằm trong tay ngươi ánh mắt lôi ngọc sách chuyển hướng sang hàn lập hỏi không sai sư huynh của lam đạo hiếu liên thủ với nàng đối phó tại hạ sau đó bị tại hạ giam cầm lại trong mắt hàn lập hơi hít lại thờ ơ nói từ khi tô an thiến gặp lam nhan ở tầng này nàng đã đoán được lam nhan cùng hàn lập lúc trước có xung đột hôm nay nghe hàn lập nói thế trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là vậy ánh mắt nàng liên tục đảo qua hàn lập và lam nhan không biết lại nghĩ điều gì Mặc dù lôi ngọc sách đoán được giữa ba người có xung đột, nhưng không nghĩ kịch liệt đến thế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lôi mỗ không biết giữa ba vị có ân oán gì, tuy nhiên bây giờ mọi người đều trong hiểm cảnh, cần đồng tâm hiệp lực mới có thể tiếp tục tiến lên. Thạch đạo hữu có thể thả sư huynh làm đạo hữu hay không? Trong lòng gã ngẫm nghĩ, còn ngoài mặt khẩn thiết nói với hàn lập với vẻ mặt hòa ái. Lôi đạo hữu, ta cùng hai người họ có thâm thù đại hận không chết không thôi, thả sư huynh của nàng ra, bọn họ liên thủ đối phó ta thì sao? Hàn Lập lạnh lùng trả lời, Lam Đạo Hiếu, ý ngươi như thế nào? Cảm thấy Hàn Lập nói có lý, lôi ngọc sách nhíu mày nhìn sang Lam Nhan. Chỉ cần Thạch Đạo Hiếu thả sư huynh của ta, tiểu nữ có thể thề, ở chỗ bí cảnh này tuyệt đối sẽ không ra tay với Đạo Hiếu. Huống chi thực lực Thạch Đạo Hiếu hơn xa hai người huynh muội chúng ta, sao chúng ta có thể làm cái việc ngu ngốc này sao? Lam Nhan lập tức nói, Loại thề thốt này thạch mỗ không tin, dù là lấy tâm ma ra thể cũng có phương pháp phá giải. Thạch mỗ cũng không đem an toàn bản thân giao lên tay người khác, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hàn lập lắc đầu, lúc trước mặc dù hắn đánh bại Lam Nguyên Tử và Lam Nhan nhưng hắn cảm giác cửu nguyên quan vẫn còn đuổi giết hắn, trong lòng có chút bất an khó hiểu, cho nên hắn mới phải giam cầm Lam Nguyên Tử chứ không giết gã. Đã có át chủ bài Lam Nguyên Tử trong tay, Lam Nhan ném chuột sợ vỡ bình, không dám đối đầu với hắn, há cứ như vậy giao ra hay sao? Thạch Đạo Hiếu, Lam Đạo Hiếu đã nói đến như vậy, đủ thấy thành ý rồi, các hạ còn cố giữ ân oán lúc trước không buông, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu sao lại keo kiệt như vậy. Còn nữa, hiện nay chúng ta vứt bỏ ân oán, liên thủ hành động, hành vi này của ngươi bây giờ ngang nhiên làm trái lại, cũng không thèm để lời nói của chúng ta vào trong mắt. Cận lưu nóng lòng phá giải cấm chế, thêm nữa vốn đã nhìn Hàn Lập không thuận mắt, tự nhiên đứng bên Lam Nhan, nói bóng nói gió gây áp lực cho Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ băng giá lúc trước cũng coi như hắn ra tay cứu cận lưu, không ngờ người này không biết ơn, lại còn thấy lợi quên nghĩa, quả thật khiến người ta khinh thường. chương 1072, Luyện Tơ, theo ý cận đạo hiếu là không thèm để ý đến an nguy của tại hạ, định bước tại hạ vào khuôn khổ sao. Ánh mắt hàn lập chấp động, nhàn nhạt mở miệng nói. Ân ân oán oán giữ lại đi ra bên ngoài mà giải quyết, chỗ tuế nguyệt tháp này không đợi được người. Lại nói, bây giờ có chúng ta ở đây chẳng lẽ thạch đạo hữu còn lo lắng có người dám động thủ với ngươi sao cận lưu lạnh lùng nói ra đã như vậy chúng ta cáo biệt tại đây các ngươi đi dương quan đạo của các ngươi tại hạ đi cầu độc mục của tại hạ nếu như các ngươi muốn dùng sức mạnh vậy cứ thử đi tại hạ đành phụng bồi hàn lập với ngữ khi bất thiện đáp thạch đạo hữu trước hết đừng tức giận theo lời ngươi cử động lần này quả thật có chỗ làm khó ngươi không bằng như vậy đi chỉ cần ngươi nguyện ý nhượng bộ thả sư huynh lam đạo hữu ra, sau khi phá cấm, ngươi là người thứ hai được chọn chân bảo bên trong, có được không? Lôi ngọc sách thấy hàn lập tức giật, vội nói, đồng thời âm thầm liếc mắt với bọn người văn trọng một cái. Mấy người văn trọng cũng vội vàng mở miệng khuyên nhủ, hiển nhiên trong trận chiến vừa rồi hàn lập triển lộ thực lực, làm cho bọn họ không dám khinh thường. Nếu ý mọi người đều như thế, vậy được rồi, ta có thể thả sư huynh của nàng, bất quá ta cũng không muốn những bảo vật bên trong này, mà muốn đổi một điều kiện hàn lập im lặng một chút sau đó nói thạch đạo hữu muốn đổi thành điều kiện gì thấy hàn lập không cần bảo vật bên trong trong lòng lôi ngọc sách vui mừng lập tức hỏi ngươi muốn ta thả sư huynh ngươi vậy lấy một cái tổ hỏa tuế huỳnh trùng ra đổi đi hàn lập quay người nhìn về phía lam nhan từ tốn nói cận lưu nghe lời này trên mặt cứng đờ tổ hỏa tuế huỳnh trùng đó là vật gì ta không có a à? lam nhan vô cùng ngạc nhiên nói ngươi không có không có nghĩa người khác không có Hàn lập tựa tiếu phi tiếu lướt nhìn cận lưu, không nói tiếp nữa. Thạch mục, người có ý gì? Trong lòng cận lưu sớm đã tức giận, mắt thấy cảnh này, không thể kìm được, cả giận nói. Tổ hỏa tuế huỳnh trùng vô cùng chân quý, cũng có tác dụng lớn với gã, há lại giao ra. Không có ý gì, chỉ là đưa ra một điều kiện thôi, chư vị không phải đều nói muốn vì đại cục phải chịu hy sinh một chút sao. Thạch mỗ đã vì mọi người mà nhượng bộ, cận đạo hữu giác ngộ cao như vậy, chỉ là một kiện tài liệu, chắc hẳn cũng sẽ không keo kiệt a à. hàn lập nhún vai nói như thế cận lưu không nghĩ tới hàn lập biết dùng lý do tương tự ép buộc gã không thể thoái thác nhất thời á khẩu không trả lời được chỉ chừng mắt nhìn hàn lập cận đạo hữu trên thân các hạ thật có tổ hỏa tuế huỳnh trùng kia có thể bỏ thứ yêu thích nhường cho tiểu nữ dùng tiên nguyên thạch đổi hoặc là dùng tài liệu quý giá khác đổi lấy cũng được lam nhàn thấy hàn lập chịu buông trong lòng mừng rỡ không để ý đến tranh chấp giữa hàn lập và cận lưu bước nhanh đến bên cạnh cận lưu, có chút nóng vội hỏi. Cận đạo Hữu vì phá vỡ cấm chế này, còn xin ngươi giúp một chút. Lôi ngọc sách cũng đi tới, nói ra, thực lực cận lưu kém xa hàn lập nên lôi ngọc sách nói chuyện không hề khách khí, trong giọng nói thậm chí còn mang theo ý uy hiếp. Thần sắc cận lưu cứng đờ, ánh mắt chuyển động, tựa hồ đã có chủ ý, thần tình trên mặt trở nên dễ chịu hơn. Muốn ta xuất ra tổ trùng hỏa tuế kia cũng được, về phần dùng tiên nguyên thạch hoặc là tài liệu khác trao đổi thì không cần, vừa rồi lôi đạo hữu không phải hứa hẹn phá giải cấm chế nơi đây để lam đạo hữu là người đầu tiên lựa chọn bảo vật sao ta cũng không cần những vật khác của lam đạo hữu chỉ cần nhường cơ hội chọn bảo đầu tiên cho ta là được cận lưu cười nhạt nói mặc dù tổ hỏa tuế huỳnh trùng chân quý nhưng bảo vật sau cấm chế lại càng trọng yếu hơn có thể lôi ngọc sách cùng những người khác nhìn thoáng qua nhau do so dự một chút liền gật đầu nói thấy thỏa thuận xem như đạt được hàn lập không tiếp tục rông dài vung tay lên bên tay hắn hiện lên một đạo ngân quang thân ảnh lam nguyên tử trống rỗng rơi trên mặt đất vẫn còn đang hôn mê sư huynh lam nhan vội vàng bay tới ôm lấy lam nguyên tử nàng và lam nguyên tử tu luyện một số thần thông dung hợp pháp tắc mặc dù chưa tu thành nhưng giữa cả hai vẫn có cảm ứng đặc thù có thể cảm ứng được sinh tử của đối phương tuy lam nhan biết lam nguyên tử chưa vẫn lạc nhưng giờ phút này rơi vào trong tay địch nhân một mực lo sợ bất an hiện tại rốt cuộc nhìn thấy sư huynh trái tim vốn căng thẳng rốt cuộc buông xuống vui đến phát khóc bất quá dù sao lam nhan cũng là tu sĩ thái ất cảnh rất nhanh khống chế nỗi lòng phất tay phát ra một cỗ lam quang dò xét tình huống bên trong thân thể lam nguyên tử hàn lập không để ý đến hai người lam nhan đi đến bên cạnh cận lưu cận lưu hừ một tiếng vung tay lên trước người lóe lên quang mang đỏ sập tổ trùng kia nổi lên ba động thời gian pháp tác cường đại từ phía trên dập dần ra ngoại trừ tô an thiến và cận lưu những người khác đều lần đầu nhìn thấy tổ hỏa tuế huỳnh trùng này cảm nhận được tổ trùng này ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực khổng lồ tìm tất cả mọi người đều đập thình thịch vô tình hay cố ý cận lưu làm động tác rất chậm để đám người có thể nhìn kỹ tổ trùng đa tạ hàn lập nhìn thấy rõ ràng tiểu xảo của cận lưu nhưng không để ý chút nào lật tay thu tổ trùng này vào bây giờ ba tổ trùng đều rơi vào trong tay hắn tiếp theo chỉ cần tìm chỗ an toàn luyện hóa thành thời gian pháp tắc tinh thi thì thời gian pháp tắc chi lực thể nội sẽ lập tức tiến nhanh chắc hẳn đủ để thi triển đại thần thông trước đó đã bước lui kỳ ma tử kia. Hồi tưởng lại uy năng đáng sợ của thần thông kia, trong lòng Hàn Lập lập tức nóng lên, sau đó một ý niệm mãnh liệt xông lên đầu, ngay ở chỗ này, lập tức luyện hóa ba tổ trùng này. Chỉ cần có thể thi triển hoàn chỉnh thần thông kia, lợi kỳ mã cũng được, kỳ ma tử cũng được, hoặc là nguy hiểm gì khác, hắn tự tin đều có thể địch nổi. Hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh hạ quyết tâm, nhìn lại chung quanh, nhanh chóng nhìn vào một cánh cửa bên hông đại điện, đang muốn cất bước đi qua. Uy, sư huynh của ta làm sao lại vẫn hôn mê? Người đã động tay chân gì trên người hắn vậy? Vào thời khắc này, thanh âm lam nhan truyền đến, mang theo vẻ chất vấn. Mặt hàn lập không đổi bấm niệm pháp quyết một cái, một vệt kim quang bắn ra, lóe lên một cái rồi chui vào thể nội lam nguyên tử biến mất. Trên thân lam nguyên tử lập tức hiện ra một tầng kim quang, rất nhanh lại ảm đạm đôi mi gã cử động hai lần, chậm rãi mở mắt ra. Sư huynh, người không sao chứ? mặt Lam Nhan giãn ra, cười nói, sư muội người đây là, Lam Nguyên Tử nhìn thấy Lam Nhan, có chút hư nhược mở miệng nói. Hàn Lập làm xong hết thảy, sau đó không để ý đến Lam Thị Huynh muội nữa, tự mình cất bước đi đến cửa bên hông kia. Thạch Đạo Hiếu, người muốn đi nơi nào? Tô An Thiến đứng ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này vội vàng hỏi. Ta có một số việc cần làm, tạm thời rời đi một chút, chân bảo trong cấm chế các vị cứ chia là được, không cần để ý đến ta. Hàn Lập từ tốn nói, rất nhanh đi tới trước cánh cửa bên hông kia đẩy cửa đi vào sau cánh cửa đó là một tòa thiên sảnh diện tích không lớn không có bài trí gì một mảnh trống trải thần thức hàn lập quét qua lập tức gật gật đầu hai tay vung lên từng đạo quang mang từ trong tay áo hắn bắn ra rơi vào các nơi thiên sảnh trong chủ điện những người khác thấy hàn lập rời đi thần sắc biến đổi nhưng lập tức cảm giác được hàn lập chỉ đi đến thiên sảnh bên cạnh cũng không phải thật rời đi trong lòng đều buông lỏng Hàn Lập bây giờ triển lộ thực lực và tu vi, dưới tình huống bây giờ đã thành nhân vật không thể thiếu, nếu không có hắn, đám người đúng là không nắm chắc có thể đối phó loại tồn tại như lợi kỳ mã kia. Chỗ rìa của đám người, ngoài hùng sơn, còn có đôi nam nữ mặc hắc bào kia yên lặng đứng. Ba người chỉ có tu vi kim tiên, trên đường đi từ đầu đến cuối đều cực ít nói chuyện. Tu vi ba người yếu ớt, mấy người lôi ngọc sách cũng không chú ý tới bọn họ. Là nơi này sao, bờ môi nữ tử mặc hắc bào khẽ nhúc nhích, truyền âm cùng thanh niên mặc hắc bào bên cạnh. Sẽ không sai, chính là tầng này. Thanh niên mặc hắc bào nhắm mắt cảm ứng một lát, rồi mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia kích động, truyền âm trả lời. Đừng chỉ cố kích động, theo ta được biết, chuyện ngươi muốn làm không hề dễ dàng, có chắc chắn hay không? Nữ tử mặc hắc bào truyền âm hỏi, không có phần thắng, ta sẽ không cùng ngươi tới nơi này. Thanh niên mặc hắc bào tựa hồ có chút bất mãn với câu chất vấn của nữ tử, truyền âm khẽ nói. Vậy là tốt rồi, Người mà chết ở chỗ này, một mình ta thật sự không dễ làm a. À. Nữ tử mặc hắc bào khẽ cười một tiếng, thanh niên mặc hắc bào hừ một tiếng, không trả lời, lần nữa nhắm mắt lại. Nữ tử mặc hắc bào không tiếp tục nói chuyện với đồng bạn nữa, ngược lại nhìn về phía thiên sảnh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hùng Sơn đứng ở một bên, cũng nhìn lại thiên sảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Lam Nhan lấy ra một viên đan dược cho Lam Nguyên Tử ăn vào, lại phất tay lên người Lam Nguyên Tử một cái. Khuôn mặt tái nhợt Lam Nguyên Tử rất nhanh nổi lên một tia huyết sắc. "Lam đạo hữu, lệnh huynh bây giờ đã không còn việc gì, chúng ta bắt đầu phá giải cấm chế đi." Lôi Ngọc Sách nói với Lam Nhan. "Không vấn đề." Lam Nhan nhẹ gật đầu. Trong sảnh, ánh mắt Hàn Lập quét qua bốn phía một vòng, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. "Lên!" Thanh âm vừa dứt, các nơi thiên sảnh nổi lên từng màn sáng cấm chế, đem các nơi vây thành tầng tầng lớp lớp. Sau khi làm xong, Lúc này ngón tay hắn khẽ động, mở ra quang môn Hoa Chi, thân hình lóe lên tiến vào bên trong. Tòa lầu các trong không gian Hoa Chi giờ phút này bị một tầng hắc khí nồng đậm bao phủ, hình thành một hắc cầu to lớn, cuồn cuộn cuồn cuộn, cuộn. Quỷ lực dọa người từ trong hắc cầu tản ra, thực vật trăm trưởng quanh lầu các đều chết héo, cũng may dược viên cách nơi này khá xa nên không bị ảnh hưởng. Hàn Lập biết đây là do đề hồn luyện hóa ô sao quỷ vương, còn chưa thể nắm giữ quỷ lực bành trướng trong thể nội. Hắn vung tay lên, mấy chục đạo kim quang từ trong tay áo hắn bắn ra, rơi vào chung quanh lầu các, mở ra một màn sáng màu vàng, bao phủ lầu các vào bên trong. Một cỗ thời gian pháp tắc chi lực dập dờn trong màn sáng màu vàng, lập tức giam cầm quỷ lực tràn lan vào trong đó. Hàn Lập thấy vậy, hài lòng gật đầu, bộ trận kỳ này là lúc trước tại thời điểm rảnh rỗi hắn luyện chế ra, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực, xem ra hiệu quả không tệ lắm. Hắn lập tức lại vung tay lên, một đạo ngân quang từ trong tay áo bắn ra, hóa thành một con chim nhỏ màu bạc bay múa xung quanh, chính là tinh viêm hỏa điểu. Người thay ta giữ vững cửa vào không gian hoa chi, nếu có người ý đồ xâm nhập, giết không tha. Hàn lập nhàn nhạt phân phó, tinh viêm hỏa điểu kêu lên một tiếng thanh minh, vỗ cánh bay về phía cửa vào không gian hoa chi. Lúc này hàn lập mới yên tâm, tìm một chỗ đất trống trong không gian hoa chi khoanh chân ngồi xuống, phất tay lấy ra ba tổ trùng kia, bày ở trước người. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết, trên thân lập tức tỏa ra kim quang lóa mắt, đồng thời hai tay giao thoa bấm niệm pháp quyết. chương 1073 tăng vọt, theo kim ảnh chấp lên liên tục quanh người Hàn Lập, một bộ năm kiện gồm chân ngôn bảo luân, quang âm tịnh bình, huyễn thần sa lậu, đông ất thần mộc và đoạn thời hỏa bả ngưng thực lần lượt nổi lên, chậm rãi chuyển động quanh thân thể hắn. Từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trên những vật như chân ngôn bảo luân tuôn ra, sau đó đan vào một chỗ, tạo thành một vòng xoáy màu vàng, cấp tốc xoay tròn, Hàn lập hít sâu một hơi trong miệng tụng niệm chú ngữ pháp quyết lần nữa biến đổi vòng xoáy màu vàng lập tức theo động tác của hắn bỗng nhiên co rụt lại vào bên trong một cỗ ba động thời gian pháp tác vô cùng mãnh liệt hiện lên vòng xoáy màu vàng vang lên một tiếng ken két tất cả kim quang còn có pháp tác tinh ti đều mạnh mẽ co rút nhỏ lại biến thành một vòng tròn màu vàng giống như vòng tròn màu vàng do thời gian pháp tác chi lực ngưng tụ thành mà Hàn lập đã làm qua rất nhiều lần nhưng lần này tựa hồ có chút khác biệt so với trước trong quá trình ngưng tụ vòng tròn màu vàng này văn tự công pháp đại ngũ hành nguyễn thế quyết trong đầu hắn như nước chảy xuôi trước nay chưa từng rõ ràng như vậy đối với thâm ý về thời gian pháp tác mà môn công pháp đưa ra trong nháy mắt hắn càng hiểu sâu thêm thời gian pháp tác chi lực trong thể nội hàn lập dục dịch tựa hồ muốn sinh ra một loại biến hóa nào đó nhưng cảm mộ trong đầu đột nhiên biến mất lực lượng pháp tác biến hóa cũng theo đó ngừng lại chuyện gì xảy ra vậy trong lòng của hắn kinh ngạc một phen khổ tâm cảm mộ nhưng không được đạt được yếu lĩnh. Hắn liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đưa tay đẩy vào hư không. Vòng tròn màu vàng lập tức bắn ra, sau đó bỗng nhiên biến lớn mấy lần, kết một tiếng vang nhỏ, bao lấy một cái tổ trùng. Vòng tròn cấp tốc lướt qua, phát ra thanh âm trầm thấp như thần ma ngâm khẽ, đồng thời tỏa ra tinh quang màu vàng lóa mắt, phảng phất một ngọn lửa màu vàng. Trong vòng tròn xuất hiện một cỗ lực hút cường đại, bọc lại trùng sao. Tổ hỏa tuế trùng bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, lập tức phát ra thanh âm đông đốc như lửa cháy, từng đoàn từng đoàn hào quang màu vàng từ trong tổ trùng bay ra, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng. Vòng tròn khẽ run lên, phóng ra một sợi tinh ti màu vàng, bay múa quanh thân thể Hàn Lập mấy lần, sau đó bay vụt đến quấn quanh đoạn thời hỏa bả. Hàn Lập thấy cảnh này, tiếp tục tăng tốc thôi động công pháp. Vòng tròn màu vàng tản ra tinh quang màu vàng càng ngày càng đậm, càng rút nhanh thời gian pháp tắc chi lực trong tổ trùng ra, sau đó chuyển hóa thành sợi tơ thời gian pháp tắc từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti từ trong vòng tròn màu vàng bắn ra, sau đó bay đến trên đoạn thời hỏa bả, mà tổ hỏa tuế trùng thì nhanh chóng bị thu nhỏ lại, sau một lát hoàn toàn biến mất. 52 sợi thời gian pháp tắc tinh ti bay múa quanh đoạn thời hỏa bả, tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc cường đại. Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng an ổn lại, quả nhiên mình tính không sai, tổ trùng ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực không kém gì mình, cô động ra nhiều sợi thời gian pháp tắc tinh ti như vậy pháp tắc tinh ti đột nhiên bạo tăng gấp đôi, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy thời gian pháp tắc chi lực, cảm giác hoàn toàn khác biệt trước đó. Hàn lập thậm chí cảm thấy đến giờ phút này nếu thi triển thần thông đại ngũ hành nguyễn thế quyết, lực lượng thời gian trong thể nội cũng đã đầy đủ. Những vật như chân ngôn bảo luân bởi vì biến cố lúc trước nên nằm im, mặc dù hai ngày qua khôi phục không ít nhưng vẫn hơi mờ nhạt. Nhưng giờ phút này số lượng pháp tắc tinh ti tăng nhiều, lực lượng thời gian tràn đầy, những vật như chân ngôn bảo luân cũng triệt để khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm sáng tỏ. Nhất là đoạn thời hỏa bả, không những kim quang lóa mắt, ẩn ẩn còn phồng lớn lên không ít. Hàn lập cố dần nỗi kích động xuống, sau đó bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Vòng tròn màu vàng lần nữa bắn ra, bao lấy một tổ trùng khác. Kim quang lóa mắt từ trên vòng tròn phát ra, bao trùm tổ trùng, hấp thu thời gian pháp tắc chi lực trong đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt đã qua gần nửa canh giờ hai cái tổ trùng khác cũng bị vòng tròn màu vàng thu nạp không còn, hóa thành hơn 100 sợi thời gian pháp tắc tinh ti. Giờ phút này phía trên đoạn thời hỏa bả quấn quanh trọn vẹn 160 sợi thời gian pháp tắc tinh thi Đoạn thời hỏa bả giờ phút này biến lớn hơn khoảng 3 phần, đồng thời có cảm giác ngưng tụ thành thực chất. Thời gian pháp tắc chi lực minh mông chạy trong thể nội hàn lập, so với trước đó cường đại gấp 3-4 lần. Thời gian pháp tắc chi lực thể nội đột một tăng nhiều như vậy, khiến cho hắn thao túng có chút cảm giác không quen thời gian pháp tắc chi lực quay cuồng trong cơ thể hàn lập lại không khó chịu chút nào chỉ là để hắn cơ hội nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài hắn thật vất vả mới đè ép cảm giác xúc động này xuống thu hồi những vật chân môn bảo luân này vào khoanh chân ngồi xuống vận chuyển đại ngũ hành nguyễn thế quyết thu nạp thời gian pháp tắc chi lực vào trong thể nội ước chừng 2-3 canh giờ sau hàn lập mới đứng lên thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể đều đã thu nạp vận chuyển đã tự nhiên Mặc dù hắn không thử nhưng thể nội tràn đầy thời gian pháp tắc chi lực không gì sánh được, tuyệt đối có thể trèo chống hắn thi triển ra thần thông kia. Đúng rồi, không biết tình huống bên ngoài thế nào, bọn họ đã phá giải cấm chế xong chưa? Hàn lập tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn về hướng đề hồn. Đề hồn vẫn còn đang luyện hóa quỷ lực, hàn lập không có quấy giày, thân hình bay vụt lên, rất nhanh rời không gian hoa chi, đi ra phía ngoài. Hắn phất tay phát ra một cỗ thanh quang, đảo qua các nơi trong thiên sảnh khí cụ bầy trận các nơi trong sảnh nhao nhao bay vụt về hóa thành một chồng trận kỳ trận bàn lơ lửng trước người hàn lập vung tay áo lên thu hồi những trận kỳ trận bàn này vào đẩy cửa đi ra phía ngoài chủ điện mới vừa vào điện quang mang hai màu lam và máu trói mắt chiếu xạ đến trong đó còn kèm theo tiếng vang ù ù chấn nhiếp nhân tâm hắn nao nao lúc này mới nhìn rõ tình huống trong điện trên mặt đất chủ điện khắc họa một pháp trận màu lam hình vuông to lớn trong trận có bảy cái phủ trận hình khuyên phân bố theo hình vòng cung Giờ phút này ngoại trừ Lam Nguyên Tử còn chưa phục hồi và Tô An Thiến ở bên ngoài, những người khác như Lam Nhan, Lôi Ngọc Sách, Văn Trọng, đôi nam nữ áo đen kia, Cận Lưu, Hùng Sơn, hết thảy bảy người ngồi ở trong phù trận hình khuyên, bấm niệm pháp quyết thôi động pháp trận màu lam. Lam Nguyên Tử và Tô An Thiến đứng bên ngoài pháp trận màu lam, cảnh giác nhìn chung quanh, tựa hồ đang phòng bị địch nhân đột nhiên tập kích. Thạch Đạo Hiếu, người đã ra, Tô An Thiến nhìn thấy Hàn Lập đi ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mở miệng nói nhưng nàng nói được nửa câu đột nhiên dừng lại quan sát tỉ mỉ trên dưới hàn lập đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh nghi ngắn ngủi gần nửa ngày không thấy trên thân hàn lập tựa hồ xảy ra biến hóa to lớn gì đó chỉ là nàng nhìn không thấu mà lam nguyên tử nhìn thấy hàn lập trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên hàn lập gật đầu nhẹ với hai người nhìn về phía trong pháp trận màu lam bọn người lam nhan hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết hào quang màu lam như mặt trời trói trang từ trong trận tuôn ra chiếu xạ đến chỗ màn sáng màu máu phía trong đại điện. Trong hào quang càng hiện ra vô số phù văn màu lam, từng tia từng sợi thủy chi pháp tắc quanh quẩn trong đó, cuồn cuộn tràn vào trong màn sáng màu máu. Trận trận âm thanh trầm đục truyền ra, phảng phất sóng biển gầm thét, màn sáng màu máu kịch liệt chấp động. Giống, trong màn sáng vang lên trận trận tiếng kêu to, bảy đám huyết quang nổi lên lóa mắt, thân ảnh bảy vị tà thần đồng thời nổi lên, đưa tay phát ra từng đạo huyết quang sền sệt, tràn đầy khí tức hung lệ, đánh vào trên hào quang màu lam lập tức chống đỡ nó không chỉ như vậy những huyết quang này còn muốn xé rách hào quang màu lam đánh vào trên bản thể pháp trận màu lam bất quá lam nhan thấy cảnh này cũng không biến sắc tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu tong miệng nàng tụng niệm chú ngữ hai tay nhanh chóng biến ảo bảy tám cái pháp quyết sau đó vạch nơi cổ tay một cái suy một tiếng hai đạo máu tươi từ cổ tay nàng bắn ra dung nhập vào trong pháp trận màu lam thế là màu sắc pháp trận màu lam bỗng nhiên đại biến trong giây lát liền biến thành màu huyết hồng, ba động pháp tắc tản ra cũng bỗng nhiên biến đổi, từ thủy chi pháp tắc hóa thành huyết đạo pháp tắc. Ồ, Hàn Lập thấy cảnh này, khẽ ồ lên một tiếng, đây là lần đầu hắn nhìn thấy loại tình huống biến hóa pháp tắc này. Bảy tên tà thần đánh ra công kích vào trên pháp trận màu máu, chẳng những không tạo thành bất kỳ nguy hại gì, ngược lại lập tức dung nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, từng đạo huyết quang giống như xúc tu từ trong pháp trận điện xả ra, trong nháy mắt quấn quanh thân bảy tên tà thần kia. Bảy người lam nhan bỗng nhiên biến đổi pháp quyết, pháp trận màu máu bỗng sáng lên, lập tức phật một tiếng, những xúc tu màu máu này cũng theo đó biến hóa, biến thành bảy cái vòng tròn màu máu, bọc lại bảy tên tà thần. Trên vòng tròn màu máu hiện ra từng tầng từng tầng sóng ánh sáng huyết hồng, bên trong sóng ánh sáng hiện ra lúc nhúc phù văn màu máu, giam cầm chi lực vô cùng cường đại từ trên vòng tròn tản ra, gắt gao giam cầm bảy tên tà thần lại, khiến chúng không thể động đậy. Lam Nhan nhìn thấy cảnh này, trên mặt vui mừng, tay bỗng nhiên vung lên, một huyết sắc lệnh bài nổi lên trước người nàng quay tít một vòng một chùm tia sáng màu máu trên lệnh bài bắn ra thình lình chính là huyết chi pháp tắc tinh thi chừng năm sáu mươi sợi dung nhập vào trong pháp trận màu máu pháp trận màu máu lần nữa vang lên ầm ầm từng phú văn màu máu to lớn có đường kính vượt quá một trượng từ trong pháp trận bay ra đánh vào trên màn sáng màu đỏ của tà thần màn sáng lập tức rung động ù ù bên trong tựa hồ đang bạo tạc nhanh chóng trở nên mỏng manh giống giống bảy tên tà thần tựa hồ cảm thấy uy hiếp, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hiện ra một tầng huyết quang giống như chất lỏng. Một đạo khí tức cuồng bạo, tà ác bạo ngược từ trên thân bảy tên tà thần đột nhiên bộc phát ra, so với cái đầu của tà thần lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10 lần, trong đó càng xen lẫn một cỗ lực lượng pháp tắc tà ác, trực tiếp xâm nhập vào trong não hải đám người, pháp tắc hộ thể của đám người căn bản không có tác dụng. Hàn Lập cũng bị cỗ khí tức tà ác này xâm nhập, trước mắt đỏ lên, phảng phất thấy được biển máu vô tận, thi thể trồng chất như núi, khắp núi đồi là bạch cốt. Bất quá vào thời khắc này, thời gian pháp tác chi lực trong cơ thể hắn tự động vận chuyển, lập tức trục xuất cỗ pháp tác tà ác này ra ngoài thân thể, thần sắc lập tức khôi phục thanh minh. Mặc dù hắn lập tức khôi phục lại, nhưng những người khác trong trận lại không cách nào làm được. Hai mắt hùng sơn giờ phút này đỏ như máu, toàn thân không tự chủ được run rẩy, trên thân tản mát ra một cỗ sát khí cường đại, tựa hồ bị cỗ khí tức tà ác này khống chế tâm thần. Cận lưu, văn trọng, còn có Lam Nguyên Tử trọng thương chưa lành, đôi mắt cả bọn cũng nổi lên từng tia từng tia huyết sắc, trong miệng phát ra tiếng gầm như dã thú, nhưng trong mắt vẫn còn còn sót lại một tia thanh minh, cũng không hoàn toàn bị khống chế. Ba người Lam Nhan, Tô An Thiến và Lôi Ngọc Sách có thực lực cường đại, bị ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. Thể nội ba người giờ phút này đã bắt đầu tự mình tản mát ra lực lượng pháp tắc, bắt đầu khu trừ khí thức tà ác trong cơ thể. Hàn Lập không để ý đến những người khác, đôi lông mày nhíu lại nhìn về phía đôi nam nữ mặc hắc bào trong pháp trận kia. Trường 1074, huyễn vật, mặc dù đôi nam nữ áo đen cũng bị ảnh hưởng bởi khí thức tà ác do tà thần bộc phát ra, nhưng ngay lập tức khôi phục lại, chỉ chậm hơn hàn lập một chút. Sau khi khôi phục, rất nhanh hai người đưa mắt nhìn nhau, huyết quang trong mắt lần nữa nổi lên, giả bộ vẫn bị khống chế. Cử động rất nhỏ của hai người vẫn không qua nổi mắt hàn lập, ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển vài lần, cuối cùng cũng không có hành động gì, bảy người thúc giục pháp trận bị khí tức tà ác khống chế pháp quyết trong tay lập tức dừng lại hào quang trên huyết sắc pháp trận ảm đạm vòng tròn huyết sắc giam cầm bảy đại tà thần lập tức yếu đi phân nửa bảy đại tà thần ngửa mặt lên trời thét dài quanh thân huyết quang đại thịnh ra sức dãy ruộng âm thanh ghen két từ bên trong liên tiếp phát ra trên bảy cái vòng tròn huyết sắc xuất hiện vô số vết nứt muốn vỡ vụn ra ngay lúc này lam quang và kim mang hiện lên trên người lam nhan và lôi ngọc sách ánh mắt hai người khôi phục sự tỉnh táo chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai người đều biến sắc. Không xong, Lam Nhan kêu lên thất thanh, nhưng lúc này những người khác vẫn bị cỗ khí tức tà ác khống chế, nàng và lôi ngọc sách không thể điều khiển pháp trận được nữa, muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi. Giữa lúc nguy cấp, đột nhiên một đạo kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, lóe lên biến thành một cái vòng tròn màu vàng chụp xuống người bảy đại tà thần. Bên trong vòng tròn hiện ra vô số gợn sóng màu vàng, thân thể tà thần đang dẫy ruộng lập tức dừng lại một bóng người hiện ra bên trong vòng tròn màu vàng, đúng là Hàn Lập. Đồng thời, hai tay hắn mở ra bắn ra năm đạo kim quang, chui vào trong cơ thể năm người Hùng Sơn. Trên thân năm người lập tức hiện ra kim quang chói mắt, một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cuồn cuộn bộc phát ra, nghiền nát khu trừ cỗ khí tức tà ác trong cơ thể năm người dễ như trở bàn tay. Nhanh, Hàn Lập quát lên, bảy người lam nhan không dám chậm trễ, lập tức bấm niệm pháp quyết thúc dục đại trận. Huyết sắc pháp trận một lần nữa khôi phục sáng ngời vòng tròn huyết sắc giam cầm bảy đại tà thần cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lam Nhan há miệng phun ra một ngụm máu, dung nhập vào bên trong huyết sắc lệnh bài trước người. Pháp tắc tinh ti trên lệnh bài mãnh liệt sáng lên, huyết sắc phù văn khổng lồ hiện ra càng nhiều, giống như lưu tinh bắn ra nện lên trên màn sáng huyết sắc. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, màn sáng huyết sắc điên cuồng run lên vài cái, bất ngờ tan vỡ, hóa thành từng điểm huyết sắc linh quang dần dần tan biến. Hàn Lập thấy vậy, pháp quyết trong tay biến đổi, vòng sáng màu vàng quanh người lóe lên rồi biến mất. Bên trong vòng sáng, bảy đại tà thần phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, thân thể nổ tung, hóa thành một vòng huyết quang phiêu tán đi. Cuối cùng đã phá được cái cấm chế này, thạch đạo hiếu, may mà có người tương trợ. Lam nhan thở nhẹ ra một hơi, đứng lên nói lời cảm tạ Hàn Lập. Hàn Lập đang muốn trò chuyện, bỗng có tiếng thét chói tai nổi lên. Chỉ thấy bốn người lôi ngọc sách, văn trọng, cận lưu và tô an thiến đồng thời lao như điện chấp, hóa thành bốn đạo ánh sáng hai lam hai vàng bắn tới bàn đá đã mất đi cấm chế bảo hộ. Còn chưa tới trước bàn đá, từng người đã phất tay phát ra một cỗ hào quang, biến thành bốn cái đại thủ, chụp vào bảo vật trên bàn đá. Dầm một âm thanh thật lớn vang lên, bàn đá bị chụp trúng, bỗng chốc bị vỡ thành năm bảy khối, bảo vật trên bàn bị bốn cỗ đại lực kích động bay tứ tán, bị bốn người bắt được. Trên bàn đá có chín kiện bảo vật, văn trọng, cận lưu, tòa an thiến mỗi người đoạt được hai kiện, lôi ngọc sách thực lực mạnh nhất, lại ra tay nhanh nhất, bắt được nhiều bảo vật nhất, đoạt được ba kiện. Động tác bốn người kia nhanh như thiểm điện, những người khác giờ phút này mới kịp phản ứng. Các ngươi đang làm gì vậy, trước khi phá trận không phải chúng ta đã thương lượng chia đều bảo vật hay sao? Sắc mặt hùng sơn trầm xuống, mở miệng chất vấn, đôi nam nữ áo đen mặt không đổi sắc, im lặng không nói. Hàn lập và lam nhan, lam nguyên tử cũng im lặng không nói. Chia đều, tu vị của các ngươi mà cũng muốn cùng chúng ta chia đều bảo vật. Lúc này trong tay Cận Lưu đang cầm hai kiện bảo vật, đúng là U Thủy Tiên Liên và Thiên Kim Toản, nét mặt vô cùng kích động, nghe thấy vậy, gã liếc mắt nhìn Hùng Sơn cùng đôi nam nữ áo đen, cười lạnh một tiếng, giọng điệu châm biếm nói ra. Thần sắc Hùng Sơn bỗng trở nên khó coi, hai tay trong tay áo dùng sức nắm chặt, sau đó im lặng cúi đầu không nói một lời. Lam Đạo Hiếu, Thạch Đạo Hiếu, hai vị cùng bọn họ bất đồng, đều nhờ hai vị tương trợ mới phá được thất sát huyết thần đại trận mặc dù vừa rồi hai vị nói không lấy những bảo vật này nhưng có cái gọi là người thấy thì có phần hai kiện bảo vật này kính xin nhị vị nhận lấy lôi ngọc sách và tô an thiến đưa mắt nhìn nhau mỗi người tự mình phát ra một cỗ hào quang đưa một kiện bảo vật đến trước mặt hai người không cần thạch mỗ lấy được tổ trùng đã mãn nguyện rồi trong mắt hàn lập hiện ra một tầng tử mang giơ tay vung lên một đạo kim quang hiện lên đưa kiện bảo vật trở về tiểu nữ có thể cứu được sư huynh cũng đã thỏa mãn rồi Lam Nhàn cũng phất tay đưa món bảo vật kia quay lại. Nếu đã như vậy, chúng ta không ép buộc nữa, xem ra nơi đây bảo vật rất nhiều, phía sau chắc chắn còn có chân bảo, sau này sẽ đền bù tổn thất cho hai vị một lần nữa. Lôi ngọc sách cũng không từ chối, vừa cười vừa nói, đang định thu bảo vật về tay. Nhưng đúng lúc này, phụt một tiếng vang nhỏ truyền đến, bên trên ba kiện bảo vật trong tay gã hiện lên hào quang xám trắng, đột nhiên toán loạn mơ hồ, hóa thành ba sợi tinh ti màu xám trắng. Cái này lôi ngọc sách thấy cảnh này cả người lập tức chết lặng ba sợi tinh ti màu xám trắng uốn éo đột nhiên bắn ra như điện chớp lao về phía lôi ngọc sách đang gần trong gang tấc lôi ngọc sách mãnh liệt phản ứng kim quang bên ngoài cơ thể đại thịt đang định làm gì đó nhưng đã muộn trong nháy mắt ba sợi tinh ti màu xám trắng đã phá vỡ kim quang hộ thể của gã chui vào trong cơ thể bảo vật trong tay ba người tô an thiến cũng y hệt phụt một tiếng biến thành sợi tinh ti màu xám trắng chui vào cơ thể ba người Bốn người toàn thân run rẩy không thôi, hai tay ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết. Đám người Hàn Lập thấy vậy nhao nhao giật mình, sau một khắc, cả đám không hẹn mà bay tứ tán, cách xa bốn người mấy trăm trượng, như gặp phải rắn rết. Hàn Lập so với những người khác bình tĩnh hơn mấy phần, chẳng qua là tử mang trong mắt chấp động. Lúc trước không phải hắn thực sự không quan tâm đến bảo vật, mà khi hắn dùng cửa u ma đồng quan sát vài món bảo vật mặc dù không nhìn ra biến hóa nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không bình thường, cho nên mới không nhận lấy. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết của bốn người lôi ngọc sách, chỉ thấy hào quang xám trắng trên mặt bọn họ nổi lên ngày càng đập, đồng tử bốn người nhanh chóng biến thành xám trắng, thân thể đang run rẩy bắt đầu dừng lại. Không xong, bọn họ bị người khác điều khiển rồi. Khuôn mặt lam nhan biến đổi, hai tay vung về phía bốn người. Một đạo ánh sáng màu lam từ trong tay nàng bắn ra, hóa thành một cái lam sắc ti cháo. Toàn bộ ti trào óng ánh màu lam, dường như dùng một loại kỳ tơ nào đó dệt thành, quay tít một vòng hóa lớn lên 10 trường. Mỗi một sợi tơ mỏng trên lam sắc ti cháo đều tỏa ra gợn sóng hào quang màu lam, trong tích tắc có chừng mấy vạn tầng gợn sóng hiển hiện ra, từng tầng nhộn nhạo trên không trung, phô thiên cái địa chụp xuống bốn người kia. Nhưng ngay lập tức, bốn người lôi ngọc sách bỗng nhiên ngẩng đầu, đồng tử trong mắt đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng, nhìn lên lam sắc ti cháo đang hạ xuống. Tô An Thiến và Cận Lưu khẽ quát một tiếng, hai tay đồng thời vung lên bốn đạo ánh sáng màu lam từ trong tay bọn họ bắn ra là hai cây giáo dài và hai cây cờ lớn đều màu lam bốn kiện tiên khí xoay quanh lẫn nhau phát ra lam quang mãnh liệt tạo thành một đoàn lam quang thật lớn thoáng cái nâng lam sắc ti cháo lên mà hai người lôi ngọc sách và văn trọng lập tức bắn ra lao tới đám người hàn lập trên thân hai người toát ra vô số kiếm khí màu vàng giống như hoa nở vô số bông sen màu vàng đột nhiên nở rộ ra chụp xuống đám người hàn lập kiếm khí lăng lệ ác liệt còn chưa đến, vách tường và mặt đất gần đó dù đã được cấm chế gia trì nhưng cũng bị cắt thành từng vệt nông sâu khác nhau, hư không bên cạnh thì run rẩy không thôi. Hùng Sơn, đôi nam nữ áo đen, cùng Lam Nguyên Tử chứng kiến cảnh này, đều vội vàng thi triển thần thông nghênh đón. Âm âm nổ lớn, ánh sáng đủ màu sắc lập lòe đan xen vào nhau. Bốn người liên thủ mới miễn cưỡng chặn được công kích của hai người lôi ngọc sách. Trong đại điện, từng cỗ man lực bắn ra, mặc dù đại điện có cấm chế gia trì nhưng cũng không chịu nổi, âm ầm đổ sụp xuống biến thành phế tích. Không còn đại điện hạn chế, mọi người bay lên không trung, thi triển ra đủ loại thần thông, cuốn lấy nhau chém giết. Lam Nhan một mình đối phó với Tô An Thiến và Cận Lưu, mà bốn người Hùng Sơn ngăn cản lôi Ngọc Sách và Văn Trọng. Bốn người lôi Ngọc Sách bị người khác khống chế, thực lực dường như không cách nào hoàn toàn triển khai, tuy đám người Lam Nhan rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng miễn cưỡng chống đỡ được công kích của bốn người kia. Kẻ nào ở đây lén lút ám toán người khác, sao không hiện thân gặp mặt? Hàn lập lơ lửng giữa không trung nhưng không ra tay, trong mắt tử quang đại thịnh, nhìn quanh bốn phía, trầm giọng quát lên. Ô, cửu U Ma Đồng, không ngờ nơi đây lại gặp được thần thông ma tộc, thật là hiếm thấy, xem ra bổn tỏa có thể có thêm nhiều huyết nô lợi hại rồi. Một âm thanh lười biếng từ phụ cận hư không truyền ra, lập tức các nơi xung quanh đều có tiếng vọng lại, làm cho người nghe không biết từ đâu truyền đến. Âm thanh quanh quẩn xung quanh, Thủy Trung vẫn không có người hiện thân. Hàn Lập cũng không phân biệt được âm thanh phát ra từ đâu, mặc dù âm thanh này có chút mông lung, nhưng hắn có thể đoán được đây không phải là lợi kỳ mã, trong lòng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ hắn đã đoán đúng, tầng này không phải chỉ có một kẻ trọng phạm là lợi kỳ mã. Các hạ thần thông cao như vậy, chẳng lẽ không dám ra mặt hay sao? Ý niệm trong đầu hàn lập xoay chuyển, trong miệng lần nữa quát lên. Tiểu gia hỏa, dựa vào ba câu khích tướng của ngươi mà muốn gạt ta hiện thân, coi ta là trẻ con ba tuổi hay sao? Muốn tìm ta, dùng bản lĩnh thực sự của ngươi đi, hạc hạc. Một tiếng cười ha hả vang lên, các nơi xung quanh đều vọng lại, chấn nhiếp nhân tâm. "Vậy sao, ta đây cũng không khách khí nữa." Hàn Lập nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai tay bỗng nhiên đưa về hư không phía trước. Từ lòng bàn tay hắn bắn ra hai đạo hồ quang điện thô to màu vàng, đánh vào một chỗ hư không ngoài mấy trăm trượng. Một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, chỗ hư không bị đánh chúng rung động kịch liệt, lập tức hiện ra một bóng người trung niên nam tử, vẻ mặt kinh ngạc. Người này mặc một bộ trường bào màu xanh, dung mạo ôn hòa, chỉ là trong mắt hiện lên một mảnh sương mù, nhìn không thấy đồng tử, tản mát ra vô số hào quang xám trắng, có chút quái dị. Lúc này hồ quang điện màu vàng xung quanh vẫn chưa tan hết, tiếp tục đánh lên người trung niên nam tử. Trung niên nam tử cười nhạo một tiếng, chỉ phất nhẹ tay áo, hồ quang điện màu vàng đến trước người gã tầm ba thước liền bị một cỗ lực lượng vô hình cản lại, không cách nào tiến lên nửa bước, lập tức bạo liệt phiêu tán. Chương 1075, phá huyễn. Hàn Lập nhìn thấy nam tử trung niên cử trọng nhược kinh đã phá được tịch tà thần lôi, con người hơi co rụt lại. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào trên mặt đối phương, trong lòng hơi động một chút. Dung mạo nam tử trung niên này nhìn rất lạ lẫm, hắn xác nhận tuyệt đối lần đầu thấy đối phương, nhưng chẳng biết tại sao, người này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, tựa hồ trước kia đã gặp ở đâu đó. Hàn Lập không chú ý tới, ở một bên khác, hai người áo đen đang kịch đấu cùng lôi ngọc sách và văn trọng, khi nhìn thấy nam tử trung niên hiện thân thì thân thể cả hai hơi rung một chút, trong mắt hiện lên một tia kích động. Nói nghe một chút, tại sao tiểu tử ngươi lại phát hiện được chỗ chân thân bản tỏa? Nam tử trung niên nhìn hàn lập, chậm rãi mở miệng hỏi, bất quá vẻ lười biếng trước đây không còn sót lại chút nào. Các hạ là ai, vì sao lúc này thiết lập cảm bẫy ngưu hại chúng ta? Hàn lập không trả lời câu hỏi của đối phương, hỏi ngược lại xem ra chúng ta không ai muốn trả lời câu hỏi đối phương hay là giờ ngươi trả lời một câu hỏi của bản tọa bản tọa liền giải đáp một nghi hoặc của ngươi thế nào nam tử trung niên hơi hít mắt lại từ tốn nói ra lông mày hàn lập nhướng lên nhìn về phía bọn người lam nhan đang kịch đấu một bên thấy bọn họ tạm thời không có gì đáng ngại hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng nếu phương pháp này do bản tọa đề xuất vậy ngươi hỏi trước đi nam tử trung niên rộng lượng nói các hạ là người nào hàn lập suy nghĩ một chút không lưỡng lự hỏi bản tọa đã không xuất thế không biết bao nhiêu vạn năm rồi danh hào nói ra ngươi cũng sẽ không biết bất quá chỉ là một tù phạm bị cầm tù ở đây thôi nam tử trung niên lạnh nhạt đáp hàn lập nghe câu trả lời mập mờ này nhướng mày trong lòng không hài lòng lắm bất quá người này nói là tù phạm bị giam giữ tại tầng này cũng xem như giải một điểm nghi hoặc trong lòng hắn bản tọa đã trả lời ngươi một vấn đề hiện tại đến phiên ngươi trả lời câu hỏi bản tọa các ngươi là ai tại sao lại tới nơi này nam tử trung niên nhìn hàn lập hỏi chúng ta đều là người kim nguyên tiên vực ngẫu nhiên gặp được động phủ thái tuế tiên tôn xuất thế liền đi vào nơi này tầm bảo hàn lập cũng hàm hồ đáp lại động phủ của tên thái tuế kia hiện thế nam tử trung niên nghe lời này thân thể bỗng nhiên chấn động trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng truy vấn hiện tại tựa hồ đến phiên ta đặt câu hỏi a à? hàn lập nhìn thấy thần sắc biến hóa của nam tử trung niên ý niệm trong lòng chuyển động trong miệng tử tốn nói tốt người hỏi đi trên mặt nam tử trung niên lóe lên vẻ giận dữ lại tựa hồ nhớ tới cái gì cưỡng ép đè xuống sự tức giận trong lòng nói trong tầng này của tuế nguyệt tháp ngoại trừ các hạ còn có mấy tù phạm nữa mắt hàn lập sáng lên hỏi nam tử trung niên nghe lời này nhất thời không trả lời một lát sau mới nhếch miệng cười lên ha ha các hạ cười cái gì hàn lập trầm giọng hỏi vấn đề bực này người cho rằng ta sẽ trả lời người sao Nam tử trung niên thu lại vẻ tươi cười, hỏi ngược lại. Nói như thế, các hạ không có ý định tiếp tục trả lời rồi. Trong mắt Hàn Lập hơi hít lại, nói ra, đã kéo dài đủ thời gian, bản tọa đương nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi cùng ngươi. Tiểu tử, nạp mạng đi, nam tử trung niên đột nhiên nhe răng cười, đồng thời hai mắt bắn ra vạn đạo quang mang sám trắng. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, lập tức rời ánh mắt đi, đồng thời bên ngoài thân đại thịnh kim quang. Nhưng bất luận hắn làm gì đều phí công, cảnh sắc phụ cận bỗng nhiên thay đổi, biến thành một không gian mông lung màu xám trắng. Trung quanh cung điện, bọn người lam nhan đều biến mất không thấy gì nữa, nam tử trung niên kia cũng không thấy bóng dáng, không biết ẩn thân ở nơi nào. Đây là huyễn thuật, Hàn Lập thì thào nói ra, lúc đầu hắn kinh ngạc, rất nhanh liền tỉnh táo lại, hai tay nắm chặt. Trên người hắn lập tức chấp động lôi quang màu vàng, tiếng oanh minh vang lên. Một tầng lưới điện vàng óng nổi lên, lập tức ngưng tụ thành một bộ chiến giáp lôi điện nhìn hắn phảng phất lôi thần dáng thế. Hàn lập vung tay áo một cái, âm thanh sấm sét lần nữa vang lên, 36 thanh phi kiếm màu vàng óng hiện ra. Tay hắn kết pháp quyết, trên 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đại thịnh lôi quang màu vàng, từng đạo hồ quang điện màu vàng chói mắt nổi lên, trong hồ quang điện bắn ra lôi điện pháp tác vô cùng mãnh liệt. Đi, hai tay hàn lập đẩy vào hư không một cái, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm ẩm vang nổ bắn ra, hóa thành 36 đạo lôi quang màu vàng khó mà nhìn thẳng, xẹt qua không gian xám trắng chung quanh. Xẹt một tiếng, không gian xám trắng bị vạch ra 36 vết rách. Nhưng trong không gian xám trắng lập tức lóe lên quang mang, sau một khắc liền khôi phục lại. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đang muốn làm gì tiếp. Vào thời khắc này, toàn bộ không gian xám trắng đột nhiên sáng lên, quang mang xám trắng trói mắt chiếu xạ làm ánh mắt hắn không mở ra được, hơi nheo lại. Bất quá lôi giáp điện quang màu vàng trên thân hắn đại thịnh, 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm như điện bay trở về, bay múa quanh người hắn, kiếm khí lăng lệ không gì sánh được bắn ra bốn phía. Quang mang trói mắt lóe lên rồi biến mất không thấy, Hàn Lập mở to mắt ra, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không gian xám trắng chung quanh vẫn một màu xám trắng, hết thảy không có biến hóa, chỉ là thân thể của hắn giờ phút này một mực bị cố định trên một cột đồng, tay chân bị vòng đồng thô to khóa lại, không thể động đậy. Mà lôi điện kim giáp trên người hắn, cùng cả thanh trúc phong vân kiếm chung quanh đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này, trong lòng hàn lập giật mình, khẽ quát một tiếng. Bên ngoài thân hiện ra hơn 900 điểm huyền khiếu quang mang, toàn thân vận khởi khí lực ra sức dẫy ruộng nhưng cột đồng cùng vòng đồng trên người hắn không rung động chút nào, vẫn như cũ một mực khóa chặt thân thể của hắn. Không có khả năng, hàn lập thất thanh nói, lấy lực lượng nhục thân của hắn lúc này, thì cột đồng này dù lợi hại hơn cả tiên khí nhưng hắn đã toàn lực dẫy ruộng cũng không thể không phản ứng chút nào như vậy. Âm một tiếng vang trầm trên cột đồng đột nhiên hiện ra một đoàn hỏa diễm cực nóng, cột đồng vốn lạnh lẽo trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Da thịt Hàn Lập lập tức bị cháy đen một mảnh, bốc lên trận trận khói xanh, lực phòng ngự nhục thân của hắn cứng cỏi không gì sánh được tựa hồ đột nhiên biến mất không thấy. Đau đớn sâu tận xương tủy truyền tới, phảng phất thần hồn bị hỏa diễm thiêu đốt, lấy tâm trí cứng cỏi của Hàn Lập cũng không nhịn được khẽ rên một tiếng. Không đợi hắn ngưng thần ứng đối đau đớn do hỏa trụ truyền đến, hư không trước người hắn chấp động, từng lưỡi đao màu xám trắng nổi lên, lúc nha lúc nhúc, không biết có bao nhiêu chuôi trong một trận âm thanh suy suy rưỡi khiếu, tất cả lưỡi đao xám trắng đều mãnh liệt đâm xuống. Sắc mặt hàn lập đại biến, bên ngoài thân đại thịnh kim quang, chân ngôn bảo luân sau lưng nổi lên, vô số gợn sóng màu vàng chen trúc tỏa ra bốn phía, bao phủ phạm vi gần ngàn trượng xung quanh. Nhưng cả cột đồng sau lưng lẫn lưỡi đao xám trắng chung quanh đều không bị chân ngôn bảo luân ảnh hưởng chút nào. Vô số lưỡi đao tiếp tục rơi xuống, không chỉ hoãn chút nào, đâm vào các vị trí cơ thể hàn lập. Hàn lập giờ phút này không thể kìm được, phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn giờ phút này đã hiểu ra, chính mình rơi vào trong huyễn thuật của địch nhân. Huyễn thuật này cực kỳ cao minh, ngũ giác của hắn, thậm chí cả linh giác, đều bị đối phương hoàn toàn điều khiển. Huyễn thuật gần như là có thể đột phá giới hạn hư thật đáng sợ như thế hắn chưa bao giờ thấy qua. Nương theo những đau đớn khắc cốt kia, từng luồng từng luồng lực lượng pháp tắc biến ảo khó lường, phảng phất mây mù hư ảo từ trên những lưỡi đao kia truyền đến, bao phủ thân hình Hàn Lập vào trong đó. Nhưng ngay lúc này, Quanh thân Hàn Lập chớp động kim quang, một cỗ thời gian pháp tắc chi lực trong cơ thể tuôn ra, tựa hồ phát hiện có ngoại lực xâm lấn, tự hành nghênh đón. Lần này, cỗ lượng pháp tắc giống như mây mù kia lập tức bị lực lượng thời gian chống lại. Tuy nhiên, từng lưỡi đao chung quanh vẫn tiếp tục rơi xuống, đâm xuyên thân thể đau đớn vô cùng, mãnh liệt xuyên thủng phòng ngự thần hồn của hắn. Từng luồng từng luồng lực lượng pháp tắc biến ảo nương theo cỗ đau đớn này, xâm nhập vào trong đầu hắn. Trong mắt Hàn Lập lập tức nổi lên từng tia từng tia quang mang xám trắng tâm trí bắt đầu trở nên hơi mơ hồ. Liên tiếp công kích giống như phong ba sóng giữ đánh tới, lại nhanh như thiểm điện, mảy may không lưu tình chút nào, lấy tâm trí kiên định của Hàn Lập, nhất thời cũng bị đánh cho mơ hồ không rõ, ở sâu trong nội tâm cũng theo đó nổi lên một cảm giác thất bại, muốn cứ thế từ bỏ ngăn cản. Vào thời khắc này, thần thức chi lực cường đại trong đầu hắn đột nhiên kích động, luyện thần thuật tự động vận chuyển. Một thanh kiếm ảnh óng ánh ở trong đầu nổi lên, tản mát ra kiếm ý vô cùng lăng lệ. Cảm giác thất bại của Hàn Lập lập tức bị kiếm ý lăng lệ xé rách, khôi phục thanh minh. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trên trán hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Hàn Lập nhẫn nại không ngừng chống lại cơn đau đớn khắc cốt kia, trong mắt hơi híp lại, trong mắt lộ ra vẻ quyết liệt, bên ngoài thân đại thịnh kim quang, đang muốn thôi động thần thông đại ngũ hành huyễn thế quyết, triệt để phá hủy không gian xám trắng này. Nhưng ngay lúc này, không gian xám trắng đột nhiên không có dấu hiệu mảy may đột nhiên run rẩy, thanh âm ông minh đại tác. Bùm một tiếng, một đạo đao ảnh màu máu to lớn vắt ngang chân trời nổi lên, xé rách không gian sám trắng, tản mát ra sát khí và lực thôn vệ kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ. Hàn lập cảm thấy một cỗ lạnh bốt từ đầu truyền đến dưới chân, thần hồn trong đầu tựa hồ có bàn tay vô hình muốn lôi ra, chui vào trong đao ảnh màu máu. Đúng là đao ảnh này, Hàn lập vận chuyển luyện thần thuật lập tức ngăn chặn thần hồn sao động, con người co rụt lại, lập tức nhận ra lai lịch đao ảnh màu máu này. Nếu như hắn đoán không sai, đao ảnh màu máu này chính là thanh thiên hồ hóa huyết đao kia đao ảnh màu máu to lớn vắt ngang chân trời lập tức hung hăng vạch một cái không gian sám trắng lập tức bị xé rách hóa thành vô số trùng sáng sám trắng phiêu tán hàn lập thấy hoa mắt thân ảnh xuất hiện lần nữa trên không cung điện sụp đổ thanh trúc phong vân kiếm vẫn còn quanh người hắn không hề biến mất thậm chí lôi giáp màu vàng bên ngoài thân vẫn còn mà cách đó hơn ngàn trượng mặt nam tử trung niên áo xanh kia lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía thanh niên áo đen cách đó không xa. Thanh niên áo đen cầm một thanh trường đao màu huyết hồng, đao mang lập lòe, hư không phía trước dễ dàng bị chém rách. Chính là thiên hồ hóa huyết đao. Ngoài ra, lợi kỳ mã kia chẳng biết xuất hiện trên chiến trường từ lúc nào, giờ phút này đang chém giết với nữ tử áo đen. Quanh người lợi kỳ mã bay múa bốn năm đầu phong dao màu trắng dài trăm trượng, trong miệng chúng phun ra từng mảng phong nhận hơi nước trắng mịt mờ, phô thiên cái địa đánh về phía nữ tử áo đen. Những phong nhận màu trắng này nhìn như bình thường, uy lực lại lớn đến kinh người, những nơi đi qua hư không yếu ớt như giấy, dễ dàng bị xé ra từng vết rách. Sau lưng nữ tử áo đen lơ lửng một hư ảnh viên luân màu đỏ sậm, trên viên luân này có 6 lỗ tròn đen kịt, bố trí theo hình hoa mai lục giác. Hư ảnh viên luân chuyển động quay tròn, một cỗ ba động pháp tắc đáng sợ từ trong 6 lỗ tròn đen kịt tuôn ra, đơn giản ngăn chặn những phong nhận màu trắng kia. Sau đó quang mang đỏ sậm lóe lên, liền nghiền nát dễ dàng, mặc cho lợi kỳ mã điên cuồng tấn công thế nào đều không thể vượt qua một bước. Mà bọn người Lam Nhan, giờ phút này hai mắt đều một mảnh xám trắng, hiển nhiên cũng giống bọn người lôi ngọc sách, đã bị điều khiển, bất quá bây giờ đứng ở một bên, không có động thủ. Hàn Lập nhìn nam nữ áo đen, trong mắt chấp động quang mang kỳ lạ, lập tức đoán ra bảy tám phần chuyện vừa mới phát sinh. Chương 1076, tin tức đặc biệt về thần đăng. Thiên hồ hóa huyết đao, tại sao đao này lại ở trong tay ngươi? ngươi là người phương nào nam tử trung niên nhìn thanh niên áo đen lạnh giọng chất phấn thanh niên áo đen nghe vậy cười một tiếng miệng nói lẩm bẩm một màn sáng màu đỏ hiện ra trên mặt gã chảy xuống bên dưới thân hình và khuôn mặt gã theo nhau biến đổi hóa thành một thanh niên cao gầy trên đầu tóc trắng tung bay hàn lập khẽ giật mình người này không phải ai khác đúng là hồ tam ngày đó từ biệt ở hôi giới bản thân hắn bây giờ biến đổi dung mạo không biết đối phương thấy công pháp hắn thi triển ra có phát hiện được hay không. Vãn bối đệ tử Thiên Hồ tộc đời thứ 9, Liễu Tam tỉnh bái kiến tiền bối. Hồ Tam cung kính thi lễ với nam tử trung niên áo xanh, nói: "Đệ tử Thiên Hồ tộc, không ngờ nơi đây có thể gặp được người cùng tộc, như vậy, Thiên Hồ Hóa Huyết đao là người kia ban cho ngươi." Nam tử trung niên áo xanh thấy dung mạo thực sự của Hồ Tam, lại nghe gã nói chuyện đó, sắc mặt hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn lãnh đạm như trước, hỏi: "Vâng." mà cũng không hẳn là như vậy. Hồ Tam cung kính trả lời, hừ, bổn tọa không có hứng thú ở đây cùng ngươi ở đây nói quảng nói xiên, nếu như ngươi đã lựa chọn quy thuận hắn, còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là người cùng tộc bổn tọa sẽ không giết ngươi? Hay là ngươi cảm thấy trong tay có thiên hồ hóa huyết đao là có thể chống lại ta? Trong mắt nam tử trung niên áo xanh lóe lên hàn quang, ẩn hiện sát cơ, nói. Vãn bối không dám, tiền bối tu luyện huyễn chi pháp tắc sắp đến cảnh giới viên mãn, với chút thực lực của vãn bối, dù có thêm năm ba thanh thiên hồ hóa huyết đao đi nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tiền bối. Vãn bối lần này tới đây là vì ngoài kia vừa mới xảy ra đại biến, tộc của ta cũng bị cuốn vào trong đó. Vì vậy mới mạo muội đến đây mời tiền bối xuất sơn, tương trợ bổn tộc vượt qua đại kiếp nạn này. Hồ Tam cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, giọng điệu thành khẩn nói. Năm đó bổn tọa rời đi đã từng nói qua sẽ không can thiệp vào sự tình thiên hồ tộc, niệm tình ngươi tu vị không kém, coi như là một nhân tài, bổn tỏa cũng không làm khó ngươi, lập tức rời khỏi đây. Nam tử trung niên áo xanh lạnh nhạt nói, cùng lúc, gã đưa tay vỗ một tiếng, xa xa, lợi kỳ mã đang kịch chiến cùng thiếu nữ áo đen lập tức đình chỉ công kích, vài đầu phong dao đang xoay quanh người cũng biến mất vô tung. Luân hồi pháp tác quả nhiên bất phàm, đáng tiếc hôm nay không phải lúc, không cách nào phóng tay đánh cược một lần, ngày sau chúng ta lại đại chiến một trận. Ánh mắt lợi kỳ mã sáng rực liếc nhìn thiếu nữ áo đen, hí dài một tiếng. Sau đó, bạch quang quanh người nó chớp động, rít lên một tiếng biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã đến bên cạnh nam tử trung niên áo xanh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàn lập thấy cảnh này, sắc mặt không đổi, trong lòng lần nữa khẽ động. Thiếu nữ áo đen thấy lợi kỳ mã dừng tay, cũng không đuổi theo, sắc mặt bình tĩnh bấm niệm pháp quyết vung lên. Mâm tròn đỏ sậm phía sau nàng quay tít một vòng, sau đó ầm ầm tán loạn biến mất, hóa thành hơn 100 sợi tơ pháp tắc, dung nhập vào trong cơ thể lập tức thân hình nàng nhoáng lên một cái, cũng biến mất vô tung, phi thân đáp xuống cạnh hồ tam. Nam tử trung niên áo xanh liếc nhìn thiếu nữ áo đen, không nói thêm gì nữa, cả người nhẹ nhàng hạ xuống mình lợi kỳ mã, định rời đi luôn. Tiền bối, chẳng lẽ bổn tộc gặp phải đại nạn, người vẫn khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt hồ tam quính lên, đuổi theo vài bước hỏi. Bổn tọa đã nói qua, ta không còn quan hệ gì với thiên hồ nhất tộc, chuyện của các người tự nghĩ cách xử lý đi. Thân người nam tử trung niên áo xanh dừng lại, im lặng một lát rồi lạnh nhạt mở miệng nói ra, sau đó lại thúc giục lợi kỳ mã dưới thân đi về phía trước. Trong lòng Hồ Tam khẩn trương, những gì có thể nói gã đều đã nói, không còn thượng sách nào để thuyết phục nam tử trung niên áo xanh. Chờ một chút, đúng lúc này huyết quang trên thanh thiên hồ hóa huyết đao trong tay Hồ Tam chợt lóe lên, một bóng người hiện ra, đúng là đao linh thạch khinh hậu. Là ngươi, không ngờ ngươi vẫn còn sống, khó trách huy lực thiên hồ hóa huyết đao không hề suy giảm, thì ra là ngươi cũng quy thuận người kia. Nam tử trung niên áo xanh trông thấy Thạch Khinh Hậu, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần, thậm chí lộ ra vẻ chán ghét, cũng không dừng lại. Chủ nhân vẫn chưa chết, có khả năng còn sống. Thạch Khinh Hậu nhìn bóng lưng nam tử trung niên áo xanh, đột nhiên mở miệng nói. Thân hình nam tử trung niên áo xanh đột nhiên dừng lại, xoay người lại nhanh như chớp, trừng mắt nhìn Thạch Khinh Hậu, nói chủ nhân còn sống. Ngươi nói thật không? Không, điều này không có khả năng năm đó chính ta tận mắt chứng kiến chủ nhân vẫn lạc chủ nhân thần thông như thế nào làm sao có thể chết đi một cách đơn giản như vậy sự tình năm đó rốt cuộc là như thế nào cái ta và ngươi thấy chỉ sợ không phải là chân tướng thực sự ta cũng mới gần đây phát hiện một chút dấu vết để lại một đường dò xét đã tìm thấy chút ít manh mối nếu không sao ta lại quy thuận hắn thạch khinh hậu ngạo nghễ nói ra thì ra là thế vậy lần này các ngươi đến tìm ta là vì nam tử trung niên áo xanh chậm rãi gật đầu sau một lúc im lặng lại hỏi. Tuy nhiên, gã mới nói được một nửa, bỗng dừng lại liếc mắt nhìn Hàn Lập và thiếu nữ áo đen. Chính là chuyện này liên quan đến việc chủ nhân có thể phục sinh được hay không, vì vậy ta đặc biệt đến mời ngươi tương trợ. Thạch khinh hậu nói, nếu như liên quan đến chủ nhân, việc đáng làm ta tự nhiên sẽ làm, chỉ là bây giờ ta bị giam cầm ở đây, bản mệnh nguyên bài vẫn bên trong tầng thứ bảy, muốn rời đi cùng các ngươi cũng không được. Thái độ nam tử trung niên áo xanh đại biến, lập tức nói ra. Ngươi yên tâm, nếu như chúng ta đã đến đây, tự nhiên đã sớm chuẩn bị chu đáo, ta sẽ giúp ngươi thu hồi bản mệnh nguyên bài. Thạch khinh hậu vui mừng, lập tức cam đoan nói. Vậy xin nhờ các ngươi, ở phía trước là cánh cửa không gian thông lên tầng 6, trọng phạm trên tầng 6 là ai thì ta cũng không rõ lắm. Chẳng qua là càng đi lên cao, kẻ bị giam giữ càng lợi hại, các ngươi cần lưu ý hơn. Nam tử trung niên áo xanh gật đầu, lập tức nhắc nhở một câu. Có ta, Hồ Tam và Thiếu trưởng Sứ, còn có hàn đạo hiếu, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ ngăn cản chúng ta. Hàn đạo hiếu, người thấy có đúng hay không? Thạch khinh hậu đột nhiên quay người nhìn về phía hàn lập, cười nói. Hàn lập nghe vậy nhíu mày, cái gì, ngươi là hàn đạo hiếu? Hồ Tam ngạc nhiên nhìn về phía hàn lập, thất thanh nói. Nét mặt thiếu nữ áo đen lại hết sức bình tĩnh, dường như đã sớm biết thân phận hàn lập. Ô, người này cùng phe với các người. Xem ra nhưng năm nay thiên hồ nhất tộc cũng có chút tiến bộ, kết giao không ít anh tài, Nam tử trung niên áo xanh liếc mắt nhìn Hàn Lập, lại quét qua thiếu nữ áo đen một cái, thản nhiên nói. Hai người này đều kết giao với Hồ Tam, không có quan hệ với những lão già bảo thủ của thiên hồ nhất tộc. Thạch khinh hậu nói, trong mắt nam tử trung niên lộ vẻ ngạc nhiên, lần nữa quan sát Hồ Tam. Thạch tiền bối, Hồ Đạo Hiếu, còn có giao Tam Đạo Hiếu, nhiều năm không gặp. Hàn Lập phi thân tiến lên, ánh mắt lướt qua Thạch khinh hậu và Hồ Tam, cuối cùng nhìn thiếu nữ áo đen. Ha ha, ta biết không thể nào gạt được ánh mắt Hàn Huynh mà. Thiếu nữ áo đen trong tay bấm niệm pháp quyết, trên người xích quang chấp động, khôi phục dung mạo vốn có. Chính là Giao Tam, ngươi thật sự là Hàn Đạo Hiếu. Hồ Tam quan sát Hàn Lập, trong mắt vẫn còn một chút hoài nghi. Điều này cũng khó trách, thời điểm ở hôi giới, Hàn Lập chỉ là kim tiên cảnh đỉnh phong, bây giờ mới hơn một ngàn năm, lại nhanh chóng biến thành thái ất cảnh đỉnh phong, quả thực làm người ta khó mà tin được. Xem ra ba vị đều đã biết rõ tên thật của ta, năm đó ta bị thiên đình đuổi bắt, để tránh phiền phức, bất đắc dĩ mới dùng tên giả họ lệ, kính xin ba vị chớ trách. Hàn lập ấy náy cười cười, trong tay bấm niệm pháp quyết, xích quang trên thân chấp đông, khôi phục diện mạo như trước. Quả nhiên là hàn đạo hiếu, không ngờ tu vị của ngươi tiến nhanh như vậy, thật sự làm cho người ta khó mà tin được. Năm đó kịch biến ở hôi giới, ngươi cùng thạch xuyên không bị người ta một chảo bắt đi, ta còn lo lắng cho các ngươi rất lâu, bây giờ thấy ngươi bình an vô sự, ta cũng yên lòng. Đúng rồi, Thạch Huynh vẫn tốt chứ. Hồ Tam vui mừng chạy ra chào đón, hỏi dồn dập không ngừng. Năm đó chính là ma vực đại năng ra tay, cách không chịu hoán ta cùng Thạch Huynh trở về ma vực. Thạch Huynh bây giờ hết thảy bình yên, Hồ Tam đạo hữu cứ yên tâm. Hàn Lập vừa cười vừa nói, vậy là tốt rồi, Hồ Tam thở phào nhẹ nhõm. nếu muốn ôn chuyện cũ, các người chờ đến khi rời khỏi cái tuế nguyệt tháp này cũng không muộn, đại sự trọng yếu hơn. Thạch Kinh Hậu tiến lên hai bước, mở miệng nói. Thạch tiền bối nói rất đúng. Hồ Tam dường như rất kính trọng Thạch Kinh Hậu, lập tức nói. Hàn đạo Hữu năm đó ở hôi giới, ta và ngươi có tương giao một lần, bây giờ gặp lại ở đây cũng là duyên phận, tiếp theo liên thủ hành động. Thế nào, Thạch Kinh Hậu quay sang hỏi ý kiến Hàn Lập, nói ra thật xấu hổ, Hàn mỗ lần này tiến vào tiên phủ toàn đánh bậy đánh bạ, hoàn toàn không biết gì về nơi này. Tuy nhiên vừa rồi nghe các vị nói dường như hiểu rõ tòa thái tuế tiên phủ này, kính xin chỉ giáo một chút. Hàn Lập nghe vậy im lặng một lát, rồi mới ngẩng đầu lên, cũng không phải là trả lời Thạch Kinh Hậu, mà hỏi ngược lại. Chuyện này đương nhiên, tòa Thái Tuế Tiên Phủ này là phủ đệ còn sót lại của một vị đại la tên là Thái Tuế Tiên Tôn, người này cũng tu luyện thời gian pháp tắc như Hàn Huynh, đã từng là chủ tiên ngục của thiên đình. Về sau không biết tại sao vị Thái Tuế Tiên Tôn này phản bội thiên đình, lẩn trốn đi, hơn nữa lúc đào tẩu còn mang theo không ít trọng phạm trong tiên ngục, thậm chí còn mang theo vào kiện trí bảo của thiên đình, nhất là một kiện tuế nguyệt thần đăng chứ danh nghe nói chính là bảo vật thời gian pháp tắc bây giờ thần đăng có lẽ đang ở tầng thứ bảy thiên đình những năm nay một mực đuổi bắt người này chỉ là không ai tưởng tượng được thái tuế tiên tôn lại trốn ở kim nguyên tiên vực rất gần trung thổ tiên vực còn bí mật xây dựng một tòa tiên phủ thạch khinh hậu biết hàn lập muốn hiểu rõ tình huống rồi mới đưa ra quyết định khẽ cười một tiếng chậm rãi giải thích tuế nguyệt thần đăng trong lòng hàn lập khẽ động từ lúc hắn tiến vào tòa tuế nguyệt tháp này mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cường đại từ bên trên truyền đến, đây cũng là động lực khiến hắn một mực tiến về phía trước. Bây giờ xem ra cỗ lực lượng thời gian pháp tắc kia hẳn là tuế nguyệt thần đăng mà Thạch Kinh Hậu nói tới, không biết là loại bảo vật gì. Nếu như nói vậy, tòa tiên phủ này cực kỳ bí ẩn, chư vị làm sao biết được nơi đây. Hàn lập lập tức nghĩ tới một chuyện liền hỏi, việc này muốn biết rõ phải hỏi giao tam đạo hiếu, ta và hồ tam đều là đi theo nàng mới đến được nơi đây. Thạch Kinh Hậu nói, Hàn Lập nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Giao Tam. Việc này liên quan đến bí mật của Luân Hồi Điện, tuy rằng Hàn Huynh có thân phân Luân Hồi chỉ từ cao quý nhưng vẫn không có quyền biết rõ. Đôi mắt đẹp của Giao Tam lóe lên, lắc đầu, Hàn Lập nghe vậy, cũng không truy vấn nữa, chẳng qua là ánh mắt chấp động, trầm ngâm suy nghĩ. Chương 1077, tầng thứ 6 Liên quan tới tòa thái tuế tiên phủ này, ta cũng chỉ biết những thứ này, mục đích ta và Hồ Tam tới đây người cũng đã biết còn về việc liên thủ mà thạch mỗ vừa nói hàn đạo hữu cảm thấy thế nào thạch khinh hầu chờ giây lát thấy hàn lập một mực không nói gì liền mở miệng hỏi được hàn mỗ có thể đáp ứng liên thủ hành động cùng hai vị thậm chí có thể giúp đỡ bọn ngươi cướp đoạt bản mệnh nguyên bài kia bất quá nếu sau đó ta gặp khó khăn gì thời điểm cần tương trợ mong rằng hai vị chớ chối từ ý niệm trong lòng hàn lập chuyển động chậm rãi nói ra thành giao hồ tam và thạch khinh hầu nghe vậy trên mặt đều vui mừng, lập tức nói. Giao Tam thấy cảnh này, trong mắt đẹp hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, nhưng không lên tiếng. Nếu thế, chúng ta lập tức lên đường đi. Thạch khinh Hầu nói ra, nhìn nam tử trung niên áo xanh bên cạnh một chút. Đi theo ta, trên đường không nên nhìn đông nhìn tây, cũng đừng tùy ý đụng vào thứ gì, có vấn đề gì cũng đừng kiếm ta. Nam tử trung niên áo xanh nói nhàn nhạt một câu, sau đó thôi động lợi kỳ mã bay tới đằng trước. Những người bị khống chế như Lam Nhan theo sát phía sau, giống như những cái xác không hồn vậy. Ba người Hàn Lập cũng vội vã đi theo, kết quả lần này đi dòng dã một ngày một đêm, trung niên nhân mang theo đám Hàn Lập rời khỏi tòa núi cao hình hồ lô kia, rất nhanh đi qua bãi sa mạc, rồi lại đi qua một đầm lầy rộng lớn, ngay sau đó chính là một mảng lớn đồi núi trùng điệp chập trùng. Dọc theo con đường này, Hàn Lập phát hiện một ít vật ly kỳ cổ quái. Ví dụ như, trên bãi sa mạc lại có một tòa băng điêu cao trăm trượng thẳng đứng, đi ngang qua xa xa cũng có thể cảm nhận được từng tia từng tia khí tức băng hàn, trong vùng đầm lầy không ngừng có vòng xoáy khổng lồ, không ngừng toát ra bong bóng cuồn cuộn, lòng đất gò núi thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang một ngạt, tựa hồ có người đang không ngừng gõ lấy thứ gì đó, thậm chí dọc đường còn thấy một mảnh rừng cây rất to, phát hiện trong đó có từng sợi xiềng xích màu máu liên kết cả ngàn gốc cây với nhau thành một hình dạng kỳ quái. Bởi vì lúc trước trung niên nhân đã căn dặn, thêm nữa tựa hồ gã không muốn nói chuyện, nên dọc theo con đường này tất cả mọi người mang tâm sự riêng yên lặng đi theo, Hàn Lập cũng không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu, đành phải bỏ qua. Một đoàn người yên lặng nối bước, rốt cuộc đi tới một tòa đại điện màu đen nằm trên một thảo nguyên. Diện tích đại điện nơi đây rất lớn, bất quá ánh sáng cũng rất ảm đạm, cho nên các nơi trong điện đốt lên từng chậu than, chiếu sáng không gian bên trong. Lúc này có thể nhìn thấy, chỗ sâu trong đại điện màu đen đứng vững một tòa quang môn đỏ sậm, chấp động trận trận quang mang đỏ sậm. Nơi này chính là cánh cửa không gian thông lên tầng 6, các ngươi đi đi." Nam tử trung niên áo xanh nói một tiếng, quay người tính rời đi. "Tiền Bối, tầng thứ 6 và tầng thứ 7 không biết có nguy hiểm gì không? Mặc dù thực lực chúng ta rất mạnh, nhưng muốn xông qua chỉ sợ cũng không dễ. Không biết Tiền Bối có thể buông tha những đồng bạn này của Vãn Bối không? Có bọn hắn cùng nhau tiến lên, chúng ta cũng có thể bớt chút ít sức lực." Hồ Tam đột nhiên gọi nam tử trung niên áo xanh lại, sau đó nhìn bọn người Lam Nhan một chút nói ra thực lực những người này không yếu có chút tác dụng người cũng không thiếu mấy huyễn nô này a à. thạch kinh hậu cũng nói thôi được nam tử trung niên áo xanh nhíu mày sau đó lại giãn ra tay bấm quyết một cái bảy đạo quang mang xám trắng từ trong tay gã bắn ra chia ra chui vào trong cơ thể đám người lam nhan trên thân bọn người lam nhan lập tức nổi lên mảng lớn quang mang xám trắng sau đó từng sợi tinh ti xám trắng từ trong cơ thể bọn họ bay ra dung nhập vào thể nội nam tử trung niên áo xanh Hàn Lập nhìn thấy tinh ti sám trắng, con người hơi co lại. Tiểu tử, lúc ngươi đi tầng 7, nếu gặp được bản mệnh nguyên bài của ta, nhớ kỹ mang theo, đến lúc đó ta sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Vào thời khắc này, trong đầu Hàn Lập đột một vang lên một thanh âm cực kỳ yếu ớt, chính là của lợi kỳ mã kia. Trong lòng hắn khẽ động, nhìn lại hướng lợi kỳ mã kia. Con ngựa này vẫn ngoan ngoãn chờ nam tử trung niên áo xanh, nhìn thẳng không chớp mắt. Đi thôi, nam tử trung niên áo xanh làm xong những thứ này, từ tốn nói. Bốn vó lợi kỳ mã khẽ động, một đạo bạch quang hiện lên, thân ảnh cả hai tiêu thất hư không, càng không lưu lại mảy may khí tức, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua. Tinh ti ly thể, quang mang sám trắng trong mắt bọn người lam nhan bắt đầu biến mất dần. Hàn lập thấy vậy, tay bấm niệm pháp quyết, trên thân lóe lên hào quang xích hồng, lần nữa huyến hóa thành bộ dạng trước đó. Hồ Tam, Giao Tam nhìn thấy cảnh này, cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết, khôi phục dung mạo lúc trước. Hồ Tam đồng thời thu thiên hồ hóa huyết đao trong tay vào ba người vừa mới thu thập xong hết thảy quang mang sám trắng trong mắt bọn người lam nhan lôi ngọc sách đều tiêu tán con mắt khôi phục thanh minh nơi này là nơi nào ta nhớ trước đó bị chân bảo huyễn hóa tinh ti sám trắng xâm nhập thể nội bốn người lôi ngọc sách tô an thiến nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút kinh hoàng nói ra hàn lập nhìn thấy cảnh này thầm nghĩ người bị tinh ti sám trắng khống chế xem ra sẽ không lưu lại ký ức mấy người lam nhan cũng giống như vậy có chút kinh hoàng chỉ nhớ là lúc trước bị nam tử trung niên áo xanh kia khống chế ký ức chư vị không cần lo lắng địch nhân đã rời đi bây giờ chúng ta đã an toàn hồ tam chậm rãi nói ra ngươi biết đã xảy ra chuyện gì lôi ngọc sách nhìn lại biết một chút lôi tiền bối là như vậy hồ tam ho nhẹ một tiếng tự biên ra chuyện trải qua lúc trước nói là hàn lập đại triển thần uy đánh lui địch nhân cứu mọi người ra hồ tam vốn có khiếu nói chuyện bản sự bịa chuyện càng cao minh suy tính mọi mặt phi thường toàn diện, không để lại mảy may sai sót nào. Hàn Lập nghe lời này, âm thầm cười khổ, nhưng không nói gì thêm. Nếu thế, Thạch Đạo Hiếu lại cứu chúng ta một lần nữa rồi, vô cùng cảm kích, chờ ra khỏi thái tuế tiên phủ này, Thạch Đạo Hiếu nhất định phải đến thiên thủy tông ta làm khách, để cho chúng ta khoản đãi một hai, trò chuyện biểu lòng cảm kích. Tô An Thiến cảm kích nói ra, Hùng Sơn, Lam Nhan, Lam Nguyên Tử cũng nói cảm ơn Hàn Lập, bất quá trong ánh mắt lam thị huynh muội nhìn về phía hàn lập càng nhiều thêm mấy phần kiêng kỵ và đề phòng duy chỉ có thân xác ba người lôi ngọc sách cận lưu văn trọng lại có chút xa sút bọn hắn trước đó nhọc lòng phá giải cấm chế kết quả lại chẳng đạt được gì nhất là cận lưu tổ trùng trên người cũng bị hàn lập lấy đi bây giờ lại mơ mơ hồ hồ được hàn lập cứu trong lòng sao lại không phiền muộn mấy vị khách khí địch nhân kia mặc dù bị ta tạm thời dọa sợ chạy mất nhưng lúc nào cũng có thể trở về nơi này không phải là nơi ở lâu chúng ta hay là mau mau rời đi tiến vào tầng thứ sáu thì tốt hơn hàn lập khoát tay áo nói ra không sai việc này không nên chậm trễ tô an thiến gật đầu nói mấy người lôi ngọc sách miễn cưỡng giữ vững tinh thần bắt đầu phá giải cấm chế trên cánh cửa không gian cấm chế trên những cánh cửa không gian cơ bản giống nhau đám người sớm đã thuần thục rất nhanh liền phá giải hết cấm chế trên quang môn trước mặt tuần tự tiến nhập vào trong đó hàn lập chỉ cảm thấy hoa mắt thân ảnh liền xuyên qua quang môn, đi tới trên một mảnh sa mạc màu vàng rộng lớn bát ngát. Ánh mắt của hắn trông về phía xa, ngóng nhìn khắp nơi, nhưng chỉ thấy đều là cát vàng, trong không khí tràn ngập một mùi khô khốc. Lúc này, bên cạnh hắn quang mang chấp liên tục, thân ảnh từng người giao tam hiển hiện ra. Những người này vừa mới xuất hiện, liền tự động không nói phân làm hai đội. Trong đó, hai người hồ tam và giao tam tự nhiên là tới gần hàn lập một chút, hai người thiên thủy tông thì tới gần lôi ngọc sách và văn trọng một chút, huỳnh Ngụy lam nguyên tử cũng theo phía sau bọn họ mà có chút kỳ quái là hùng sơn chẳng biết tại sao lại đứng ở gần ba người hàn lập bên này đám người sau khi đứng vững nhìn xem cảnh tượng bốn phía nhìn một lát ánh mắt đều hơi lóe lên trên mặt hiện lên vẻ cổ quái dao tam cúi người nắm lên một nắm cắt mịn nhẹ nhàng trà sát khẽ trao mày nói là cát vàng không phải cát vàng là bột xương của rất nhiều yêu thú hàn lập lắc đầu nói ra sao có thể Giao Tam có chút khó tin nói, đích thật là bột xương, lôi ngọc sách bỗng nhiên mở miệng nói ra, nói xong, gã đưa tay chỉ hướng cách đó mấy chục dặm, trên đường chân trời cao cao nhô ra một vật hình loan nguyệt. Đám người theo dấu phi thân tới gần, mới phát hiện đó là một đoạn sừng cong của di hài dị thú hình thể khổng lồ nào đó. Toàn thân nó có màu hoàng kim, phía trên hiện đầy vết tích bão cắt mục nát pha tạp. Giao Tam nhướng mày, tiến lên trước đưa tay bóc một chút sừng cong kia. Kết quả, nàng vừa mới chạm vào sừng cong, liền nghe phù một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, đoạn sừng cong màu vàng cao cao nhô ra kia, liền theo âm thanh vỡ vụn, hóa thành một mảnh cát bụi màu vàng, tiêu tán ra. Cát vàng đầy đất kia, quả thật là những bột xương. Đại Mạc Minh Mông này, chúng ta nên đi hướng nào? Hồ Tam có chút bất đắc dĩ hỏi. Nói xong, ánh mắt của y nhìn từ đằng xa hướng lên trên, cuối cùng thấy phía trên bầu trời lơ lửng một mặt trời trắng loá, nhìn khá giống với mặt trời vẽ trên tờ giấy trắng, không có chút nhiệt lượng nào truyền ra lôi ngọc sách đang muốn mở miệng nói chuyện liền nghe hàn lập bỗng nhiên chỉ vào phía trước một hướng nói ra bên kia đám người nghe vậy nhìn theo hướng ngón tay hắn nhưng chỉ thấy biển cát mênh mông căn bản không có cái gì